Thanh Hằng xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh FC Thanh Hằng Official. Đến với giờ phát sóng của kênh ngày hôm nay, Thanh Hằng xin gửi tới quý khán thính giả một câu chuyện nguồn tình mới thuộc thể loại tình yêu chú cháu, hắc bang. Nội dung chuyện kể về cô thiếu nữ mới lớn tên là Lục Đông Hoa. Cô rất sợ người chú của mình, vừa nghiêm khắc, lạnh lùng, lại cứng rắn. Chú ấy là Diêu Đạt, là người em chơi thân với bà mẹ cô. Ngay từ nhỏ, Diêu Đạt đã bắt cô sửa lại xưng hô, nhưng mãi cô vẫn không đổi, lại còn cứ vô tình, cố ý né tránh anh. Cho đến khi bố mẹ cô đột nhiên báo tin sẽ đi du lịch dài ngày và quyết định gửi cô cho người chú này chăm sóc, thì cô đã không còn có cách nào để thoát khỏi anh được nữa. Tình yêu của cặp chú cháu này sẽ ra sao khi một người là ông chủ hắc bang, còn người kia chỉ là cô gái nhỏ ngây thơ, đơn thuần? Liệu cô gái nhỏ ấy có bị con sói đói này ăn sạch hay không? Để biết diễn biến câu chuyện, Thanh Hằng mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nhé! Các bạn thân mến, để ủng hộ cho Thanh Hằng, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ, comment cũng như đăng ký kênh nhé! Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn! Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Lục Đông Hoa nhanh chóng tắt đi, cô nằm trên giường, thở dài một hơi. Cô thật không muốn đi học chút nào, hàng ngày đều phải dậy sớm, cô sắp chán chết rồi đây này. Ít phút sau, cô lùm cùng ngồi dậy, trên người Đông Hoa là một chiếc váy ngủ hoạt hình dài, trông vô cùng đáng yêu. Cô buộc gọn tóc lên để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp vốn có của mình. Nhà sắc này khiến bao nhiêu người phải mê mệt. Tuy cô chỉ mới 18 tuổi, nhưng thân hình lẫn vẻ đẹp trong sáng của mình thì chẳng ai sánh bằng. Đông Hoa thay đổi xong thì đi xuống dưới nhà. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng khách, chẳng thấy bà mẹ đâu cả. Mọi ngày hai người đều ngồi phòng khách uống trà kia mà. Quả ra ba mẹ con đâu rồi ạ? Cô đi vào phòng ăn, cất giọng hỏi quản gia Lâu. Ông bà chủ đã đi du lịch rồi, thưa tiểu thư. Quản gia Lâu từ tốn đáp. Du lịch? Ba mẹ cô đã đi du lịch từ khi nào mà cô vẫn không hay biết vậy? Đã thấy hai người nỡ lòng nào bỏ cô đi. Tiểu thư ăn sáng đi, có đến trường nữa. Đông Hoa ngậm ngùi ngồi vào bàn ăn. Bà mẹ cô cũng thật kỳ lạ, đi bà không nói tiếng nào. Hiện tại cô đang ôn thi, nếu không mắc thi cử thì cô đã bỏ học mà bay qua đó theo ba mẹ mình rồi. Có đời nào ba mẹ lại bỏ con cái để đi du lịch một mình không chứ? Cô ăn được một chút thì tiếng chuông điện thoại reo. Đông Hoa cầm lên xem là số mẹ mình gọi. Cô mau chóng bắt máy để còn hỏi lý do vì sao lại bỏ rơi cô một mình ở nhà như vậy. Con gái cưng của mẹ dậy rồi à? Tiếng bà Doãn Đồng Thanh vang lên. Bà đã canh giờ hết rồi, biết cô đã thức nên mới gọi, nhưng bà Lục vẫn cố ý hỏi con gái mình câu đó. Cưng gì chứ? Cưng mà bỏ con như thế à? Tại sao ba mẹ đi du lịch mà không nói cho con biết? Cô chu môi trách móc. Tại thấy con còn ngủ nên ba mẹ mới không làm phiền. Khi nào con thi xong thì mẹ sẽ dẫn con đi du lịch sau, chịu không? Con không thèm, con bắt đền mẹ đấy. Đồng Hoa làm nũng với bà Lục. Tính cô trước giờ là vậy, vì cô là con một, thế nên mọi sự cưng chiều đều thuộc về mình. Từ nhỏ cho đến tận bây giờ, Đồng Hoa cứ thích làm nũng với ông bà Lục. Được rồi, về ba mẹ sẽ mua quà cho con. À mà quên, lát nữa chú Đạt đến đón con đi học đấy. Sẵn tiện con mang theo quần áo của mình luôn đi. Quần áo sao? Cô đi học thì cần gì phải mang theo quần áo chứ? Là sao mẹ? Con không hiểu. Mẹ đã nhờ chú Đạt chăm sóc giúp con. Chú mẹ đi lâu như vậy, để con ở nhà một mình cũng không an tâm. Con qua nhà chú sẽ tiện hơn. Vậy nhé, mẹ đi chơi đây. Bà Lục nói xong thì cúp máy. Đông Hoa nhìn màn hình điện thoại tối om thì khóc không ra nước mắt. Cái gì mà nhờ chăm sóc chứ? Bà Lục coi cô là con nít hay sao? Cô đã lớn rồi, cô cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Với lại, làm sao cô ở cùng Siêu Đạt được chứ? Ai lúc nào cũng ước hiếp cô, bắt cô phải làm theo ý của mình. Có chết, cô cũng không qua đó đâu. Vừa cô máy tầm 2 phút, thì Đông Hoa đã nghe tiếng xe chạy đến trước sân nhà mình. Cô đoán chắc chính là Siêu Đạt đến. Mới nhắc, chiều gì đã có mà rồi, cũng nhanh thật. Từ ngoài đi vào là một nam nhân có thân hình cao lớn, khuôn mặt yêu nghiệt, trên người khoác lên bộ vest đen lịch lãm. Đôi chân dài đang sải bước về phía cô, ánh mắt nhìn Đông Hoa đôi phần dịu dàng.
Diêu Đạt kéo ghế ngồi cạnh cô, anh cũng chẳng còn e dè hay ngại ngùng gì nữa, vì ở đây đã quá quen thuộc với anh. Đi thôi, anh nhẹ nhàng nói. Con vẫn chưa ăn xong. Cô nhìn anh đáp lại, do cô quen xưng là con nên gặp ai cũng đều nói như vậy. Anh cau mày nhìn cô. Diêu Đạt đã cố tình đến muộn một chút để cho cô ăn sáng, vậy mà tới khi anh có mặt tại Lục gia, cô vẫn chưa ăn xong. Lục Đông Hoa, cô đang giỡn mặt với anh sao? Lục Đông Hoa thấy sắc mặt anh thay đổi thì cô cũng mau chóng ăn hết phần của mình. Thật chẳng hiểu vì sao cô rất sợ khi nhìn thấy bộ dạng đó của Diêu Đạt, càng sợ hơn là bộ mặt tức giận của anh. Ba mẹ cô thì cô không sợ, mà ngược lại để sợ anh. Đôi khi cô cũng không hiểu nổi cô. Diêu Đạt chẳng đáp lại câu nào, anh vẫn kiên nhẫn ngồi đợi cô ăn hết. Ý phút sau, hai người bước chân ra xe, anh tiếp tục nhìn cô cau mày. Chẳng phải cô qua nhà anh ở sao? Tại sao trên người chỉ vòn vẹn chiếc cặp nhỏ thế này? Đồ của em đâu? Anh nhàn nhạt hỏi. Anh đã đổi xưng hô từ khi Đông Hoa chỉ mới 10 tuổi, vì căn bản anh thích gọi cô như vậy hơn. Lấy đồ làm gì? Cô chớp chớp mắt nhìn anh hỏi lại. Cô vờ như không biết chuyện gì. Cô không điên mà qua bên Diêu gia ở, qua đó chắc rằng anh sẽ cầm túc không cho cô đi đâu cả. Đông Hoa cô đã lường trước hết rồi. Lên xe, anh chậm chậm nói. Đông Hoa nghe vậy liền vui mừng. Cô nhanh chóng ngồi vào trong, thấy anh không phản ứng gì, chắc là anh cũng chẳng nói tới nữa đâu. Công việc của anh bận như vậy, chắc không dành thời gian đôi co với cô đâu nhỉ. Trên xe không ai nói với ai tiếng nào. Đông Hoa thấy anh im lặng nên cô cũng lười mở lời trước. Tầm 15 phút sau, một chiếc xe Audi đen phiên bản giới hạn dừng trước cổng trường của cô, khiến ai nấy đều phải ngoái đầu lại nhìn vì độ sang trọng của nó. Chú, ngày mai chú không cần đưa con đi học đâu. Bắt chú chạy đến đây cũng rất phiền. Trước khi vào trường, cô không quên nói đôi lời với anh. Đừng nhiều lời, vào trường đi, chưa tôi đến đón em, anh trầm giọng đáp. Diêu Đạt đã nhắc bao nhiêu lần rồi, anh thật không thích nghe cô gọi mình bằng chú. Đã sửa nhưng cô vẫn như vậy, từ từ anh sẽ dạy dỗ cô sau. Vâng, cô nói xong thì nhanh tay mở cửa xe, cất bước vào trong. Diêu Đạt nhếch môi cười nhìn cô, anh không muốn gây khó dễ cho cô mà chỉ là đang nghiêm khắc với cô một chút. Anh làm như vậy thì cô mới sợ được. Công việc anh bận thật nhưng cũng phải dành thời gian cho Đồng Hoa, nếu như không gặp cô một ngày chắc anh nhớ cô đến phát điên mất. Đồng Hoa, giọng nói này chẳng ai khác chính là bạn thân cô, Quách Bảo Triều. Cô nghe giọng nói quen thuộc thì mỉm cười, không cần nhìn cũng đoán ra được là ai. Đồng Hoa đi chậm lại để chờ bản thân mình. Là chú Đạt đưa cậu đi học sao? Bảo Triều hỏi. Vì Quách Bảo Triều đã gặp anh được vài lần nên biết, với lại Diêu Đạt cũng là người nổi tiếng ở thành phố này, không chỉ có Bảo Châu mà ai ai cũng đều biết tới. Phải, Đồng Hoa gật đầu đáp. Này, tôi thấy hình như chú ấy thích cậu đấy. Đồng Hoa quay qua nhìn bạn mình, thích gì chứ? Có ai mà suốt ngày bày một bộ dạng lạnh lùng với người mình thích như Diêu Đạt không? Trên đời này chỉ có duy nhất mình anh mà thôi. Với lại, anh còn lớn tuổi hơn cô nữa. Dù anh có thích cô thật, nhưng Đông Hoa sẽ không bao giờ yêu ông chú già như anh đâu. Không phủ nhận là anh đối xử rất tốt với cô. Mọi thứ cô đưa ra, anh đều chấp nhận tất cả. Nhưng như vậy, chắc gì đã yêu, đúng không? Không đâu, cô cười đáp lại. Quách Bảo Triều cũng chẳng trả lời bạn mình, để rồi xem sau này hai người có thành đôi không. Linh cảm của Bảo Triều trước giờ vẫn luôn đúng. Hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Bây giờ Đồng Hoa chỉ muốn mau chóng kết thúc năm học này để cô có được đi đây đi đó. Năm nay là cuối cấp nhưng cô vẫn không mấy gì lo về vấn đề thi cử. Vì năng lực học của Đồng Hoa rất giỏi nên cô cũng chẳng đặt nặng những việc đó làm gì. Sau giờ tan học, Đồng Hoa và Bảo Triều cùng nhau ra về. Lúc này Diêu Đạt đã đứng trước trường đợi cô sẵn. Trên tay anh có cầm điếu xì gà, hít vài hơi. Khuôn mặt thì không biểu cảm gì. Đám học sinh nữ nhìn anh, bàn tán xôn xao, chủ yếu bọn họ đều khen ngợi vẻ điển trai của anh. Đồng Hoa từ xa đã thấy anh đứng đợi mình. Cô nhìn bóng sáng của anh, đột nhiên tim cô đập nhanh một nhịp. Đúng là anh rất đẹp. Vẻ đẹp đó khiến cô cũng mê mẩn.
Nếu không ai nói năm nay anh đã 39 tuổi thì người khác cũng chẳng tin, so với tuổi thật thì trông anh trẻ hơn rất nhiều. Cô thử đưa tay sờ lên ngực trái của mình. Tại sao lại lạ như vậy nhỉ? Sao lại đập nhanh thế kia? Điên mất thôi. Bảo Triều cũng không làm phiền hai người nên đã tự biết mà tránh đi. Đồng Hoa bước đến gần anh, cô bỗng nhiên nhíu đôi mày liễu của mình lại. Khẩu giác cô rất nhạy cảm, người qua thôi đã biết anh mới vừa hút thuốc xong. Chú mới hút thuốc đúng không? Cô nhón chân lên, ghé sát mặt mình vào khuôn mặt anh. Dù Đạt chỉ nhìn cô không đáp, ai biết là cô không thích người mùi này. Nhưng khi nãy, trước khi cô đến đây thì anh đã dập tắt nó rồi, tại sao cô vẫn còn ngửi được? Sau này đừng hút nữa, rất hại sức khỏe đấy, chú cũng đã có tuổi rồi. Cô còn nhấn mạnh câu cuối, xong rồi tự mình mở cửa ngồi vào trong xe. Có tuổi sao? Đôi mày kiếm của anh cau lại, trên đời này chẳng có ai dám nói vẻ như vậy, chỉ có mình cô thôi. Anh lên xe, chân đạp ga là vút đi, Diêu Đạt không nói không rằng mà đưa cô về nhà mình. Dù sao ba mẹ cô đã lên tiếng nhiều anh thì Diêu Đạt anh đây không thể ngó lơ được. Ơ, đây đâu phải là đường nhà cô. Đồng Hoa xoay qua nhìn anh, cái tên đàn ông này lại làm theo ý mình nữa rồi. Cô còn chưa đồng ý qua nhà anh kia mà. Chú, con ở nhà một mình được mà, ở chung mắc công làm phiền chú. Cô nói, một là ở, hai là tôi sẽ gọi cho bà em. Em chọn đi. Anh nhướng mày nhìn cô, giọng trầm ấm vang lên. Cô tức tối liếc xéo anh, từ đâu anh lại học cái thói uy hiếp người khác như vậy, đã thế còn đòi mách ba cô nữa chứ. Cô sắp tức điên lên rồi đây. Ở là được chứ gì? Cô hậm hực đáp. Anh biết cô không thể cãi lời bà mẹ mình được, nên anh mới ra giọng đe dọa cô một chút. Dù cô không đồng ý thì anh cũng đưa cô về thôi. Khoảng chừng nửa tiếng sau thì tới nơi, một biệt thự xa hoa hiện ra trước mắt cô. Đông Hoa tự mình mở cửa đi vào trong. Đây không phải là lần đầu cô tới, nên Đông Hoa cũng chẳng e ngại gì nữa. Thiếu gia và tiểu thư đã về. Quản sát phù cúi đầu chào hai người. Cháu chào bác phủ ạ. Cô mỉm cười đáp lại. Vâng, chào tiểu thư. Quản gia phù thì đã quá quen thuộc với Đông Hoa rồi. Cả biệt thự này ai cũng biết cô, và càng biết rõ hơn là thiếu gia của bọn họ chỉ đối tốt với một mình Lục Đông Hoa, thế nên bọn họ rất biết lấy lòng cô. Lên thay đồ đi, anh nhìn cô nhàn nhạt nói. Còn vẫn chưa lấy đồ đến đây mà. Cô cười cười với anh. Tôi đã sai người lấy cho em rồi, lên đi. Ai biết thế nào cô cũng nói như thế với mình, nên anh đã chuẩn bị trước mọi việc để tránh mất nhiều thời gian. Với lại cô cũng đã có ít đồ ở biệt thự. Còn qua phòng khác ngủ được không? Cô nhón chân lên, nói nhỏ vào tai anh. Em đoán xem. Anh nhếch môi cười lạnh với cô. Đồ Hoa thở dài rồi tự vác thân lên lầu. Như thói quen, cô mở cửa bước vào một căn phòng rộng lớn, được trang trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Đồ của cô đã được treo lên tủ quần áo. Đông Hoa với tay lấy váy ngủ của mình, sau đó đi vào phòng thay đồ. Diêu Đạt ngồi phòng khách, trên đùi anh còn có một chiếc laptop. Những ngón tay thon dài của anh lướt nhẹ bàn phím, khuôn mặt anh tập trung vào công việc thì vô cùng nghiêm túc. Lúc này có một nam nhân từ ngoài bước vào. Hắn đi đến trước mặt Diêu Đạt, cúi đầu chào anh, giọng cung kính nói. Lão đại. Ừ, chuyện lô hàng thế nào rồi? Giọng anh lạnh nhạt hỏi. Đã chuyển thành công đến nước Anh, thưa lão đại. Huỳnh Điều đáp. Huỳnh Điều là một trong ba người thuộc hạ thân cận của anh. Hắn cũng đã theo anh từ rất lâu. Năng lực làm việc của hắn vô cùng hiệu quả, nên anh mới tin tưởng mà giao việc cho hắn. Được rồi, gọi Mộc Hỏa và Triều Khiêu đến đây đi. Anh nhìn đồng hồ cũng tới trưa, nên gọi bọn họ đến đây dùng cơm luôn. Vâng, lão đại. Thường thì ba người bọn họ sẽ qua lại lại ở Diêu gia, chỉ có buổi tối là có mặt đông đủ nhất thôi. Huỳnh Điêu nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho hai người kia đến. Đồng Hoa bước xuống phòng ăn thì thấy mọi người đã đợi cô sẵn. Cô đưa mắt nhìn Huỳnh Điêu, Mộc Hỏa, Châu Khiêu thì niềm nở chào hỏi. Chào mấy anh. Cô cất giọng nhẹ nhàng của mình lên. Em tới đây chơi sao? Mộc Hỏa nhìn cô hỏi. Hai người kia thì lên tiếng chào lại cô. Vâng ạ. Bọn họ đều biết quá rành về cô, vì gặp cô thường xuyên nên có nói chuyện với nhau, cũng như hiểu rõ lão đại mình đối với cô thế nào. Ngồi đi. Anh ra giọng nhắc nhở cô, còn không quên đưa mắt sắc lạnh nhìn cô. Thấy cô cười với người đàn ông khác thì anh cực kỳ khó chịu.
Chú đừng nhìn con như vậy. Cô nhìn anh, lên tiếng nói lại. Cô thật sự không thích anh, suốt ngày cứ cầu có như thế này. Anh càng ngày càng khó tính, lúc trước anh đâu có như vậy. Diêu Đạt không đáp lại, đôi mày anh cũng giãn ra đôi chút. Vì là cô nên anh không tính, nếu là người khác thì chắc chắn đã đi gặp ông bà sớm rồi. Đám người Huỳnh Điều cũng im lặng theo, bọn họ mà lên tiếng, chỉ sợ anh nổi điên lên mà trách phạt. Ngoài cô ra thì anh không nhường nhịn một ai cả. Chú, lát nữa con đi chơi với Bảo Triều nhé. Cô nhìn anh nói, nhưng trong đầu cô gần như đoán được kết quả của mình. Không, anh không nhanh không chậm đáp. Đấy, cô đoán đúng quá mà. Lần nào cô xin anh cũng đều không đồng ý. Đây không phải lần đầu tiên anh từ chối cô về việc đi chơi, mà là rất nhiều lần. Trước đây, ba mẹ cô công tác thì Đông Hoa đều phải qua nhà Diêu Đạt ở. Và trong suốt thời gian ở đây, anh không cho cô ra ngoài dù nửa bước. Cô có xin cỡ nào cũng không được. Lục Đông Hoa chỉ biết ấm ức mà không thể nào cãi lời anh được. Tại sao? Cô chu môi hỏi. Diêu Đạt đành ánh mắt sắc bén nhìn qua cô. Anh không thích nói nhiều, vậy mà cô cứ hỏi mãi. Một khi cô đã bước chân vào đây rồi thì đừng hòng đi xa khỏi cửa dù là nửa bước. Trong lòng cô lúc này đang chửi thầm anh, đúng là ông chủ thối, dựa vào đâu anh lại ngăn cấm cô đủ điều như vậy. Lúc nhỏ anh cấm thì cô không nói, nhưng bây giờ cô đã trưởng thành rồi, cô tự biết lo cho bản thân của mình, vậy mà anh vẫn xem cô như một đứa trẻ. Càng nghĩ Đồng Hoa càng tức. Lục Đồng Hoa ăn xong cũng hậm hực đi lên phòng. Dọn qua ở cùng anh là điều sai lầm nhất trong cuộc đời của cô. Sau này dù có chết, cô cũng chẳng bước vào Diêu gia đâu. Bận việc nên anh cũng rời đi ngay sau đó. Đông Hoa thấy anh cùng ba người Mộc Hỏa lái xe đi thì cô ở đây cũng nhanh chóng thay đồ. Anh nghĩ cô yên phận vậy sao? Điều gì anh càng cấm thì cô càng làm. Xong rồi, cô đi xuống tầng hầm lấy đại một chiếc xe nào đó của anh chạy đi. Phải công nhận một điều rằng xe anh toàn những loại đắt tiền mà còn nhiều nữa chứ. Cô lấy một chiếc chắc anh không biết đâu nhỉ. Cô đã đủ tuổi lái xe, nhưng được cái là chưa có bằng lái thôi. Những chiếc xe này cô cũng đều biết chạy hết rồi, không có gì khó cả. Anh không thể nào ép cô làm theo ý mình được, cả không thể giữ chân cô ở mãi một chỗ. Tính cô thì lại ham vui, kêu cô trong nhà suốt thì làm sao cô chịu nổi. Đồng Hoa chạy tới Quách gia để đón cô bạn mình. Bảo Chiêu thấy Đồng Hoa tự chạy xe tới thì há hốc mồm nhìn cô. Hôm nay sao đột nhiên cô lại lái xe vậy? Bảo Chiêu đang lo lắng có an toàn hay không đây. Lên xe đi Bảo Chiêu. Cô hạ kính xuống gọi bạn mình. Này, cậu chạy được không vậy? Hay để tớ kêu tài xế nhé? Bảo Chiêu nhìn Đồng Hoa nói. Không sao, cậu cứ yên tâm, tay lái tớ cứng lắm. Đồng Hoa hất cằm kiêu ngạo của mình lên. Nếu như xảy ra chuyện gì thì còn có anh lo mà, đúng không? Dù sao xe cũng không phải là của cô. Hai người xuất phát lên đường, trên xe còn nói chuyện rất vui vẻ với nhau. Cả hai đi đến những địa điểm ăn uống, rồi đến khu vui chơi này kia. Sau buổi học mệt mỏi thì Đồng Hoa và Bảo Triều chọn đi chơi để xả stress. Diêu Đạt cùng thuộc hạ của mình đi đến Hắc Bàng. Nơi này của anh rất rộng lớn, còn có cả khu tập luyện dành cho những người mới. Anh vào phòng chế tạo để xem lô vũ khí mới thế nào, những món được đặt trên bàn, nào là súng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, dao, bom, tất cả đều do Huỳnh Điêu, Mộc Hỏa và Châu Khiêu chế tạo nên, cũng như chỉ có mình bang anh sở hữu được nó. Khi nào hoàn thiện? Anh nhạt nhạt hỏi. Tầm vài ngày nữa sẽ xong, thưa lão đại. Mộc Hỏa đáp. Khi nào xong thì mang ra khu luyện bán thử nghiệm ngay. Giọng anh đầy sự nghiêm nghị. Ba người kia đều đồng thanh đáp lại. Diêu Đạt ở lại một chút thì anh cũng rời đi, về phòng làm việc riêng của mình. Ở bang, anh cũng sắp xếp cho mình một phòng riêng và một phòng họp. Nếu như bang có việc gấp thì anh sẽ ở lại đây giải quyết. Còn ngoài ra hầu như anh đều ở Diêu gia. Hàng ngày anh rất bận, ngoài việc ở bang ra thì anh còn có vô số việc khác. Không chỉ làm lão đại của một bang phái lớn mà anh còn là một người giàu có nhất nhì thành phố Tứ Xuyên này. Diêu Đạt nắm trong tay khối bất động sản ước tính lên đến hàng trăm tỷ. Ngoài ra anh còn kinh doanh thêm chuỗi khách sạn và khu mua sắm lớn nhất ở đây.
Việc kinh doanh của anh rất ổn định, mỗi tháng thu về cho anh không ít lợi nhuận. Tuy anh không động tay quá nhiều trên thương trường, nhưng danh tiếng của anh lại vang khắp nơi và lời nói của anh cũng rất có trọng lượng. Mặt khác, Đông Hoa cùng Bảo Chiêu đang chơi vui vẻ với nhau, đi hết nơi này đến nơi khác. Cô nhìn xuống đồng hồ thì đã là giờ chiều rồi. Cô phải mau chóng về lại Diều gia trước anh, để anh phát hiện là cô chỉ có con đường chết thôi. Chúng ta về thôi, Bảo Chiêu. Cô cất giọng nói. Được. Hai người nhanh chân bước ra khỏi khu mua sắm. Bảo Chiêu hiểu tình hình của bạn mình để cô cũng đồng ý đi về ngay. Chơi vậy đã đủ rồi. Dầm. Đông Hoa lái xe ra khỏi khu mua sắm. Cô đang dừng để chờ đèn đỏ. Nhưng chưa gì, cô và Bảo Chiêu đã nghe một âm thanh chói tai. Một chiếc nào đó đã tông mạnh vào đuôi xe của Đông Hoa. Cô nhanh chóng mở cửa xuống xem tình hình. Đông Hoa mở to mắt, nhìn đèn sau xe bị bể, đã thấy còn trầy, lõ một mảng lớn. Cô gần như không tin vào mắt mình, trong lòng đột nhiên lo sợ. Lần này, cô gây họa thật rồi. Nè, cô đi xe kiểu gì vậy? Không biết lái hay sao? Một người đàn ông trung niên lảo đảo bước xuống, trên người còn có chút men rượu, sau đó lên giọng mắng cô và Bảo Châu. Ông mới là người không biết lái xe đấy. Là xe ông tông vào xe tổ chức. Đồng Hoa cũng không để năng gì ông ta mà lớn giọng đáp lại. Rõ ràng ông ta là người sai, vậy mà còn dám mở miệng lớn tiếng với cô. Nếu cô không nể tình ông ta lớn tuổi thì cô đã đánh cho ông ta một trận. Cô có tin tôi báo cảnh sát không hả? Được thôi, ông báo đi, tôi thách ông đấy. Nhận được lời thách thức của cô, người đàn ông trung niên đó nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho cảnh sát đến. Làm sao ông ta có thể nhịn một cô gái như cô chứ? Đông Hoa thấy tình hình không ổn nhưng cô mau chóng gọi điện cho anh đến. Nhỡ đâu cảnh sát đến thật thì chắc chắn sẽ kiểm tra giấy tờ, mà cô làm gì có giấy tờ để đưa. Gọi anh giải quyết là tốt nhất, những chuyện khác tính sau. Chú, con xảy ra tai nạn rồi. Cô lắp bắp nói, nếu không nói như vậy thì chắc anh sẽ không tới đây. Ở yên đó. Anh lạnh giọng đáp lại, sau đó cúp máy. Diêu Đạt biết thế nào cô cũng gọi điện cho mình, vì từ lúc cô bước ra khỏi nhà thì đã có người gọi điện thông báo cho anh. Không những thế, cô còn cả gan lấy xe của anh chạy nữa. Bây giờ xảy ra tai nạn thì mới gọi điện cho anh. Cô không xem lời nói của anh ra gì, về nhà xem anh xử lý cô thế nào. Anh cũng đang trên đường về, nghe cô nói vậy thì Diêu Đạt nhanh chóng mở định vị lên xem là cô đang ở đâu. Vì mỗi chiếc xe anh đều gắn thiết bị theo dõi, không chỉ có ở xe mà anh còn cài định vị ở điện thoại của nữa. Những việc cô làm anh đều nắm trong lòng bàn tay. Chạy tới đó đi. Anh đưa mắt nhìn Huỳnh Điêu nhàn nhạt nói. Vâng, lão đại. Huỳnh Điêu quay đầu xe lại, hắn đạp chân ga lao nhanh đến chỗ của cô. Vì chỉ có cô mới khiến Siêu Đạt vội vàng như vậy. Đồng Hoa và Bảo Chiêu đứng đó chờ anh đến. Khi cô nói chuyện xong thì tầm vài phút sau cảnh sát cũng đến. Lòng cô bắt đầu lo lắng. Cô rất sợ phải lời đồn cảnh sát uống nước trà. Mời cô xuất trình giấy tờ. Tôi không có. Cô nhỏ giọng đáp lại. Cô đi chơi, ngoài đem theo thẻ tín dụng và điện thoại ra thì trên người không có bất kỳ thứ gì khác. Ngay cả giấy tờ tùy thân cô cũng chẳng mang theo kia mà. Vậy mời cô theo chúng tôi về đồn cảnh sát để làm rõ sự việc. Tôi... Bảo Chiếu thấy xe Siêu Đạt đến thì khều tay Đông Hoa ra hiệu. Cô xoay đầu lại nhìn, đúng thật là anh đến. Cô cũng nhẹ cười đi phần nào. Siêu Đạt bước xuống, ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm phía cô, chủ yếu là anh muốn xem cô có bị thương hay không thôi. Không đợi anh đi tới chỗ mình, Đông Hoa nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy cánh tay anh. Diêu Đạt nhìn khuôn mặt lo lắng của cô mà nhếch môi cười, xem ra cô cũng biết sợ. Hai vị cảnh sát và người đàn ông khi nãy thấy sự xuất hiện của anh thì lập tức thay đổi sắc mặt, càng không ngờ là Đông Hoa lại quen biết được anh. Cái tên Diêu lão đại vang xa như vậy, ai ai cũng phải nể nang vài phần, ngay cả bọn họ cũng vậy. Diêu Đạt trước giờ có tiếng là người tàn nhẫn, lạnh lùng, động vào anh thì cũng hiểu được kết quả của mình rồi, nên bọn họ chỉ cần nghĩ tới thôi đã thấy rùng mình. Diêu lão đại, chỉ là hiểu lầm thôi, không sao cả, tất cả các chi phí tổn thất tôi sẽ trả lại cho ngài.
Ông ta nhìn anh e dè nói. Ông nghĩ tôi thiếu tiền? Âm thanh anh phát ra khiến người khác nghe thôi đã cảm thấy lạnh sửng sống. Không không, tôi không có ý đó. Mong siêu lão đại bỏ qua. Đồng Hoa đứng bên cạnh anh cười chế giễu. Chẳng phải khi nãy ông ta hung hăng lắm mà, sao bây giờ lại thay đổi nhà như vậy? Là các người muốn đưa cô ấy đi? Anh đánh mắt qua hai vị cảnh sát kia. Nào dám, diều lão đại cứ về trước, chuyện này chúng tôi sẽ lo ổn thỏa cho ngài. Anh quá hiểu bọn người này, nếu không có anh thì bọn họ dễ dàng gì tha cho cô. Diều Đạt cúi nhẹ đầu xuống nhìn cô, anh cũng chẳng muốn làm khó bọn họ làm gì, miễn là cô không sao là được. Nhưng anh thật muốn mắng cho cô một trận, người gây họa là cô, mà ngược lại anh phải đứng xa giải quyết giúp. Diều Đạt không để ý những chuyện khác. Có điều anh cưng chiều cô quá, rồi cô đâm ra hư hỏng. Cậu ở đây giải quyết, sau đó đưa cô gái này về. Anh liếc mắt qua Bảo Chiêu, xong rồi nhìn Mộc Hỏa ra lệnh. Vâng, lão đại. Diều Đạt nói xong thì quay người rời đi. Đồng Hoa với tay lấy túi sách của mình lên. Cô không đi mà đứng đó với Bảo Chiêu, ý Đồng Hoa muốn nhìn bạn mình đi trước, rồi cô mới yên tâm mà về được. Còn không chịu về? Anh đi vài bước, không thấy cô theo, liền xoay người lại, lạnh giọng nói. Vâng, tiêu đời tớ rồi. Cô nói nhỏ vào tai bạn mình. Cậu đừng cãi lại chú ấy là được, về đi, tôi đến nhà sẽ gọi điện cho cậu. Bảo Chiêu cũng lo cho Đông Hoa nên đã cản giản đôi lời. Đông Hoa gật đầu rồi cất bước chạy theo anh. Mộc Hỏa ở lại lo chuyện mà anh giao, sau đó cũng nhanh chóng lái xe đưa Bảo Chiêu về. Cô ngồi gần anh, không dám thở mạnh, ngay cả mặt cũng cúi gẩm xuống. Cô đang mong là anh đừng giận. Đông Hoa hiểu tính anh, mỗi khi anh tức giận đều rất đáng sợ. Diêu Đạt liếc nhìn cô, thấy bộ dạng cuốn con của cô thì cười nhạt. Anh thật muốn xem cô bày bộ mặt hối lỗi này trong bao lâu. Về đến Diều Già, Đông Hoa cũng lủi thủi đi sau anh. Bên cạnh cô còn có Huỳnh Điêu và Châu Khiêu. Hai anh, hôm nay chú ấy có tức giận chuyện gì không vậy? Cô nhỏ giọng hỏi. Không, chỉ có chuyện của em thôi đấy, Châu Khiêu đáp. Thôi xong, lần này cô chết chắc. Đông Hoa nghe vậy thì thở dài một hơi. Cô đang chuẩn bị tinh thần đây. Lui hết đi. Anh ngồi cháo chân ở phòng khách, lên giọng nói. Huỳnh Điêu và Châu Khiêu nghe vậy liền gật đầu chào anh một cái rồi rời đi. Đồng Hoa thấy vậy, cô cũng nhanh chân đi lên lầu, nhưng chưa gì đã bị anh réo tên. Tôi chăm đi sao? Qua đây. Ánh mắt anh nghiêm nghị nhìn cô. Đồng Hoa chỉ biết nghe theo lời anh. Cô chậm rãi đi đến trước mặt Siêu Đạt. Cô cứ thế mà đứng đó không nhúc nhích hay nói năng gì. Anh liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay kéo cô ngồi lên đùi mình. Đồng Hoa bất giác mở to mắt nhìn anh, hai tay cô choảng qua ôm lấy cổ anh. Trước đây cô không để ý mấy chuyện này, nhưng chẳng hiểu sao đến bây giờ tim cô lại đập liên hồi như vậy. Khuôn mặt cũng ửng đỏ lên trông thấy. Đồng Hoa không thể để anh nhìn được bộ dạng xấu hổ này. Cô mau chóng giấu mặt của mình đi. Cô thấy anh không lên tiếng thì cũng thử ngước mặt lên nhìn anh. Nhưng nào ngờ cô đưa mắt lên thì gặp ngay ánh mắt của anh đang nhìn chằm chằm vào mình. Đồng Hoa tiếp tục quay mặt sang hướng khác. Nhưng quả thật, ở gần thì càng thấy rõ những đường nét trên khuôn mặt anh rất sắc sảo, còn cuốn hút nữa. Em cũng gan thật đấy, dám trốn tôi đi chơi. Anh liền giọng, tay anh nâng cằm cô lên, bắt cô phải đối diện với mình. Còn xin lỗi, cô liền nhí nói. Gọi anh xưng em, đây là lần cuối tôi nhắc nhở em. Anh lạnh giọng đáp lại, tay anh cũng siết chặt eo cô. Diêu Đạt khó chịu hiện rõ, đây có lẽ là lần thứ N anh nhắc nhở cô về vấn đề này. Còn em biết rồi, cô nói sai nên đã nhanh chóng sửa lại. Có chút không quen, nhưng hiện tại bắt buộc cô phải gọi anh như vậy để mọi chuyện êm xuôi trước đã. Môi anh khẽ nhếch lên một cái, tay anh nhẹ nhàng miết nhẹ lên tóc mềm mượt của cô. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đồng Hoa không phản kháng mà để mặc ảnh vuốt, dù cô có tránh cũng chẳng được. Cô ngồi mãi vẫn không thấy anh nói năng gì. Đồng Hoa định đứng lên đi về phòng nhưng lại bị tay anh giữ chặt lại. Diêu Đạt nãy giờ không lên tiếng là anh bận ngắm chú mèo nhỏ này, vậy mà cô lại chẳng hay biết gì. Em muốn lên phòng, cô nhẹ giọng nói. Tôi vẫn chưa hỏi tụi em lại muốn chạy. Giọng anh trầm ấm vang lên. Tội gì cơ? Cô đưa mắt
vô tội nhìn anh. Cô chỉ là trốn đi chơi, với lại làm hư một chiếc xe thôi mà, anh có cần căng thẳng như vậy không? Từ đâu cô lại học được vẻ mặt giả vờ người thừa thế kia? Anh còn chưa phạt cô vì đã làm hỏng chiếc xe mà anh thích nhất. Nó cũng là loại xe mắc tiền nhất trong những bộ siêu tập xe của anh. Tôi không muốn thấy tình trạng này tái diễn thêm lần nữa. Nếu không thì em đừng hòng đặt chân ra ngoài. Anh nhấn mạnh từng câu từng chữ. Đồ Hoa bĩu môi trước lời nói của anh. Cái gì mà đừng hòng đặt chân ra ngoài? Cô đã muốn đi thì có trời cũng không cản được, huống chi là anh. Biểu cảm của cô đều được anh thu hết vào tầm mắt. Ai biết cô chưa biết sợ là gì. Với tính cách của Lục Đồng Hoa, ngoài ông bà Lục ra thì Diêu Đạt là người hiểu rõ nhất. Anh chỉ liếc qua thôi, cô biết cô đang nghĩ gì rồi. Trả lời. Anh siết chặt vòng tay của mình. À, em biết rồi, tại sao anh lại mạnh tay như vậy chứ? Vì đau nên cô la lên một tiếng. Cô cũng chẳng e dè gì mà thẳng tay đánh lên ngực anh. Cô biết đau chứ bộ, còn anh thì cứ siết eo cô như vậy, đúng là đồ khó ưa mà. Diêu Đạt nhận được câu trả lời thì mới nới lỏng vòng tay của mình. Cô vẫn còn rất cứng đầu, để rồi xem cô bướng được bao lâu. Cô được một lúc, cuối cùng anh cũng buông cô ra. Đồ Hoa lên phòng thay đồ, để tối thì cô ôn lại bài một chút, sau đó bật tivi lên xem cho đỡ chán. Đồ Hoa đang ngồi trách thầm ba mẹ mình đi du lịch vui đến nỗi quên luôn đứa con gái này. Cả ngày cũng chẳng thấy ông bà gọi điện cuộc nào, không biết hai người có xem cô là con gái của ông bà nữa hay không. Còn Diêu Đạt ở thư phòng làm chút việc riêng của mình. Tầm 10 giờ khuya thì anh quay lại phòng ngủ, mở cửa ra thấy cô đang nằm trên giường nghịch điện thoại. Anh chỉ liếc nhìn cô một cái rồi bước chân vào phòng tắm. Đồ Hoa thấy anh thì liền bỏ điện thoại xuống, sau đó vội vàng nhắm mắt vờ như đã ngủ. Chẳng hiểu sao hôm nay cô hoàn toàn ngủ không được, mỗi khi cô học xong là sẽ ngủ ngay. Một lát sau, Diêu Đạt bước ra với chiếc khăn choàng ngang hông, để lộ thân hình cực phẩm của mình. Từng mũi bụng trên cơ thể hiện rõ một một, như vậy thôi đã khiến người khác phải chết mê vì anh. Anh từng bước đi đến, sau đó ngồi xuống cạnh cô, lưng dựa vào đầu giường. Ánh mắt anh di chuyển đến thân hình nhỏ bé của cô. Quay qua đây, anh trầm giọng nói. Anh biết cô vẫn chưa ngủ. Cô hơi do dự một chút rồi cũng từ từ quay người lại theo lời nói của anh. Với bóng đèn ngủ mờ mờ ảo ảo, nhưng Đồng Hoa lại thấy rất rõ từng tấc da thịt của anh. Khuôn mặt cô bất giác đỏ lên. Đồng Hoa nhanh chóng lấy chăn che mặt mình lại. Đây là lần đầu thấy nên cô có hơi ngại ngùng. Đúng thật là hai người ngủ chung từ lâu, nhưng mỗi tối cô đều ngủ rất sớm thì làm sao thấy được những cảnh này. Diêu Đạt khẽ cọc mùi lên, anh choàng tay qua ôm cô, đồng thời tay kia cũng kéo chăn xuống. Những hành động này của cô trong mắt anh đều rất đáng yêu. Tại sao vẫn chưa ngủ? Anh cất tiếng hỏi. Ngủ ngay đây. Mắt thì nhắm, còn miệng thì trả lời anh. Khi nào em thì? Anh dừng một chút thì tiếp tục hỏi. Diêu Đạt nắm rõ lịch học của cô, nhưng anh vẫn muốn hỏi xem cô có thành thật hay không. Ngôi trường mà cô đang học là do anh chọn, và anh cũng có cổ phần trong đó, nên việc học trên lớp của cô đều được thầy cô giáo báo lại cho anh. Tuần sau ạ. Khuôn mặt cô tựa vào ngực săn chắc của anh. Thật lòng mà nói, được anh ôm, cô cảm giác khá thoải mái. Đã thế còn có mùi hương nam tính trên người anh lại thu hút cô, khiến Hoa chỉ biết đắm chìm vào nó. Thì tốt, tôi sẽ đưa em đi chơi. Anh nhàn nhạt đáp. Thật không? Cô lúc này mới dám đưa mắt lên nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của anh. Tôi chưa bao giờ nói đùa với em. Cô nghe thấy thế liền nở nụ cười ngọt ngào với anh. Đúng là cô rất thích đi du lịch, Diêu Đạt biết nên đã lấy lòng cô bằng cách này. Là anh nói đó, thất hứa thì đừng trách em. Cô vui đến nỗi không biết tay mình đã choàng qua ôm anh từ lúc nào. Ngủ đi. Anh xoa nhẹ đầu cô. Đầu Hoa gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cả người cô được thân thể cường tráng của anh bao bọc, nằm trong lòng anh có chút dễ chịu nên cô cũng đã chìm vào giấc ngủ sau ít phút. Tay anh nhẹ nhẹ vỗ lưng cô, ánh mắt thâm tình nhìn xuống khuôn mặt kiểu diễm của cô. Diêu Đạt nhẹ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Đã bao nhiêu lần anh hôn trộm cô rồi. Trước đây anh đều đợi cô ngủ thì mới lên giường ôm cô,
những chuyện anh làm sau khi cô ngủ say hầu như Lục Đông Hoa chẳng hề hay biết. Hiện tại, Dô Đạt chỉ có một mình cô, ba mẹ anh cũng đã mất. Thế nên bây giờ, bằng mọi giá, anh phải giữ cô cho riêng mình, anh không thể để mất cô nữa. Anh cũng đã xác định rõ tình cảm của mình đối với cô. Nói đúng hơn là anh đã yêu Đông Hoa khi cô mới chỉ 10 tuổi. Lúc nhỏ cô đã theo anh, vậy thì bây giờ và mãi mãi về sau, Lục Đông Hoa cô cũng phải ở bên cạnh anh. Đúng 6 giờ 30 sáng, Đông Hoa giật mình tỉnh dậy, cô mở hờ mắt, nhìn chỗ bên cạnh mình, anh đã thức rồi sao? Cũng phải thôi, anh lúc nào cũng dậy trước cô, Diêu Đạt thức rất đúng giờ. Đông Hoa thay đồng phục của trường xong thì xuống lầu, cô nhẹ nhàng bước tới, ngồi đối diện anh. Lúc này Diêu Đạt đang tập trung vào màn hình máy tính, nhưng anh vẫn biết là cô đang nhìn mình. Mời thiếu gia và tiểu thư vào ăn sáng. Quản gia phù từ bếp đi lên gọi hai người. Được, anh lạnh giọng đáp lại. Diêu Đạt gấp laptop đặt trên bàn, sau đó anh đứng lên đi vào phòng ăn, Đông Hoa cũng cất bước theo sau anh. Phòng ăn chỉ có hai người, còn ba người Châu Khiêu thì có việc phải rời Diêu gia từ rất sớm. Ăn sáng xong, Diêu Đạt lái xe đưa cô đến trường, khoảng chừng vài phút sau thì cũng tới nơi. Anh tự mình xuống mở cửa cho cô, còn đưa tay che trên đỉnh đầu vì sợ cô đụng phải. Đông Hoa! Cô vừa bước xuống xe thì đã nghe tiếng ai đó gọi mình. Cô liền xoay đầu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, người gọi cô khi nãy, không ai khác, chính là Lê Thanh Hùng, bạn học cùng lớp với cô. Cậu về rồi à? Cô nhìn hắn cười đáp lại. Về rồi, có quà cho cậu này. Lê Thanh Hùng cầm hộp quà nhỏ trên tay, đưa về phía cô. Không đợi Lục Đông Hoa nhận, Diêu Đạt đã cầm lấy hộp quà cho cô. Sắc mặt anh lúc này rất khó coi, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Lê Thanh Hùng, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Anh biết người trước mặt mình là ai, càng hiểu rõ về gia thế của Lê Thanh Hùng thế nào. Cách đây một năm trước, anh đã gặp hắn vài lần. Thật sự mà nói, từ cái nhìn đầu tiên thì anh đã không có thiện cảm với hắn. Diêu Đạt chỉ nhìn lướt qua thôi, cũng biết hắn đang có ý với Lục Đông Hoa, vậy nên anh càng không ưa hắn. Đông Hoa chỉ biết nhìn anh cười gượng, cô cứ tưởng mình nhanh tay, ai ngờ anh còn nhanh hơn mình. Lê Thanh Hùng cũng đành lặng im. Vào đi, chờ tôi đón. Anh nhìn cô nhàn nhạt nói. Vâng, cô cười đáp lại. Trước khi đi, Diêu Đạt còn dùng ánh mắt sắc như dao nhìn Lê Thanh Hùng một cái, rồi mới rời đi. Sau đó Đông Hoa cũng quay lưng đi vào trường cùng hắn. Diêu Đạt thấy hộp quà kia thật chướng mắt, anh thẳng tay vứt chúng ra ngoài, xong rồi đạp chân ga chạy vút đi. Ai không muốn cô nhận đồ của bất cứ người đàn ông nào khác. Quà thì anh dư sức mua cho cô, thế nên những món đồ rẻ tiền này cô không cần phải giữ chúng. Lê Thanh Hùng đi cạnh cô, hắn liên tục đưa mắt nhìn mình qua cô. Hắn và Đông Hoa học cùng lớp, mối quan hệ giữa hai người cũng rất tốt. Thường hắn đi đâu xa về thì đều mua quà cho cô, và hôm nay cũng vậy. Nhưng có điều là chưa tới tay cô thì đã bị Diêu Đạt lấy mất, điều đó khiến hắn không hề vui chút nào. Theo như Diêu Đạt suy đoán, đúng là hắn thích cô. Lê Thanh Hùng chuyển đến lớp của cô khi hắn bước vào đầu năm 11. Lần đầu thấy Đông Hoa thì hắn đã ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng của cô. Trong suốt thời gian đó, hắn không ngừng nói chuyện làm quen với cô, và rồi tình cảm cũng từ đó nảy sinh dần. Nhưng hắn lại chọn cách im lặng thay vì tỏ tình với cô. Lê Thanh Hùng rất sợ khi nói ra Đông Hoa lại không đồng ý. Đến lúc đó, ngay cả tình bạn cũng không còn. Và lại thời gian còn nhiều kia mà. Sau này hắn trưởng thành, lúc đấy mới bày tỏ tình cảm với cô. Tạm thời cứ đối tốt với cô trước đã. Cậu định nghỉ hè sẽ đi đâu chơi? Hắn lên tiếng hỏi. Đi du lịch, chú Đạt có hứa dẫn tớ đi chơi. Cô tươi cười đáp. Tính tình hắn tốt, nên Đông Hoa mới kết bạn. Ngoài bạn bè ra thì cô không nghĩ tới bất cứ mối quan hệ nào khác. Hắn nghe thế thì chợt im lặng một chút. Cô lúc nào cũng nhắc về Diêu Đạt. Từ ngày hắn biết cô đến nay, hầu như khi nào hắn cũng thấy anh đưa đón cô đi học, còn nhiều hơn là bà mẹ. Hắn thật sự rất tò mò chuyện của hai người. Từ từ hắn sẽ tìm hiểu sau. Hay là chúng ta cùng đi chung, dù thế bảo chiều nữa. Hắn ngỏ ý với cô. Ý kiến này không tồi, Đông Hoa cũng có ý định dù bảo chiều bạn thân mình đi cùng cho vui. Được, cô gật đầu đồng ý ngay.
Chủ yếu, hắn muốn đi cùng Đông Hoa và Diêu Đạt thôi, để hắn xem hai người thân với nhau tới mức nào. Bên này, Diêu Đạt có việc phải đến bang của mình, hôm nay tâm trạng anh không được tốt, dẫn đến sắc mặt cũng lạnh hơn ngày thường. Đám thuộc hạ thấy anh như vậy thì bọn họ cũng chẳng dám làm gì cho anh nổi giận. Anh bước vào phòng chế tạo vũ khí, ba người trù khiêu thấy anh thì cúi đầu chào. Bọn họ cũng bắt đầu để ý tới biểu cảm trên gương mặt của anh. Ba người thầm nghĩ, ai lại chọc giận anh vậy? Bọn họ trước giờ chưa từng để ý tới ai, nhưng cái để ba người Mộc Hòa quan tâm nhất là tâm trạng của lão đại mình. Nếu như ngày đó anh khó ở thì cả đám chắc chắn cũng vạ lây. Lão đại? Ừ, sắp xong chưa? Anh trầm giọng hỏi. Hai ngày nữa sẽ hoàn thiện tất cả, thưa lão đại. Huỳnh Điêu lên tiếng. Anh nghe câu trả lời này liền cau mày nhìn Huỳnh Điêu, Mộc Hòa, Chu Khiêu. Đây là lần thứ hai anh hỏi bọn họ câu này, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa xong. Bọn họ đang đùa với anh à? Năng lực làm việc của các cậu ngày càng tệ, anh lớn giọng nói. Lão đại bớt giận, chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành tất cả trong thời gian sớm nhất. Các cậu tự mà lo liệu, đừng để tôi phải nói nhiều. Anh dùng ánh mắt cảnh cáo để nhìn bọn họ. Cả ba người gật đầu như đã hiểu. Diêu Đạt nói xong thì cũng rời đi. Bọn họ lúc này mới dám thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hôm nay tâm trạng anh không tốt thật. Diêu Đạt quay về phòng làm việc. Anh mở laptop lên xem tình hình học tập trên lớp của cô như thế nào. Mọi khi rảnh anh cũng rất hay làm vậy. Vì mỗi lớp có gắn camera theo dõi nên điều đó rất tiện cho anh quan sát nhất cử nhất động của cô. Giang giang, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Thấy số của Lục Hoàng Nam, bà cô gọi đến, thì anh rất nhanh cũng bắt máy. Sao đấy? Anh mở lời trước. Để Tiểu Hoa ở chỗ cậu thêm 2 tháng nữa. Tôi vẫn còn ở London chưa về, chăm sóc con bé giúp tôi. Ông Lục nói. Em biết rồi, anh yên tâm. Anh không nhanh không chậm đáp lại. Hai người nói thêm vài câu nữa thì tắt máy. Ông bà Lục giao Đông Hoa cho Diêu Đạt chăm hộ cũng khá yên tâm, vì từ nhỏ tới lớn anh đều thay ông bà trông nom cô, nên là hai người chỉ tin tưởng mỗi anh. Ông Lục quá hiểu về anh nên ông cũng không lo ngại gì nhiều. Diêu Đạt chỉ nhếch môi cười thỏa mãn. Ba mẹ cô đi càng lâu thì càng có lợi cho anh thôi, như vậy mới dễ dàng cho anh. Rất nhanh đã đến giờ tan học của cô. Đồng Hoa, Bảo Châu và Thanh Hùng cùng nhau ra về. Ba người vừa đi vừa bàn chút chuyện. Đồng Hoa, tôi biết có một quán ăn mới mở, chiều nay chúng ta đi thử không? Bảo Chiêu hiếu hưởng nói. Để tớ xem cái đã, chú ấy mới vừa tha tội cho tớ xong, e rằng lần này đi sẽ rất khó. Cô cũng rất muốn đi nhưng lại sợ anh không cho. Có gì thì nhắn tin cho tớ nhé. Nếu không phải là Diêu gia thì mọi cuộc vui như vậy làm sao có thể thiếu Lục Đồng Hòa được chứ. Cô đang cầu mong ba mẹ mình về sớm để cô còn có thể về nhà nữa. Cậu đang ở cùng chú ấy à? Lê Thạnh Hùng hỏi. Phải. Cô cũng không giấu gì mà trả lời ngay. Hắn chỉ nghe thôi không đáp. Hắn có linh cảm như Diêu Đạt rất quan tâm đến cô thì phải. Đã thấy hai người còn ở chung nhà nữa, chẳng lẽ đối thủ lớn nhất của hắn là anh sao? Khi cô đi tới chỗ anh thì Diêu Đạt nhanh chóng mở cửa xe để cô vào trong. Anh cũng chẳng để cô tạm biệt bạn mình câu nào, đã lái xe rời đi. Chú, ba mẹ con có gọi về không? Cô hỏi vậy là đều có lý do cả, bởi vì ba mẹ cô thường xuyên liên lạc với anh, số lần gọi cho anh còn nhiều hơn là cô nữa. Nói gì? Anh xoay qua nhìn cô, lạnh giọng hỏi lại. À thì, ý em hỏi là ba mẹ em có gọi về không? Cô lúc này mới chợt nhớ ra là mình nói sai. Nhưng anh cũng thật lạ, bắt lỗi cô từng chút, cô vẫn chưa quen kiểu xưng hô này mà. Dù sao thì cô đã gọi anh như vậy trong suốt 18 năm rồi có gì, có sao đâu chứ. Không. Tại sao phải đổi xưng hô nhỉ? Chẳng phải trước giờ đều xưng là chú hay sao? Thật không quen chút nào. Cô nhẹ giọng tiếp tục hỏi anh. Diêu Đạt hít một hơi thật sâu. Nói đúng ra là anh rất lười khi trả lời những câu hỏi vớ vẩn của cô. Suốt ngày cô cứ đặt ra những câu không đâu vào đâu. Em chỉ việc làm theo, đừng nên hỏi nhiều làm gì. Anh chậm rãi đáp. Lục Đồ Hoa bĩu môi, đúng là anh càng già càng khó tính, hỏi xíu cũng không được. Cô đang rất ấm ức trong lòng, ba mẹ cô mà về thì lúc đó cô cũng chẳng nề nang gì anh.
Về Diêu gia, ăn chưa xong thì Đồng Hoa lại tiếp tục cầm theo một dĩa trái cây, vừa đi vừa ăn rất ngon. Muốn ăn không? Cô đưa dĩa trái cây cho mặt anh. Không, anh đáp lại một câu rất ngắn gọn. Đồng Hoa cũng chẳng thèm quan tâm tới anh. Cô ngồi đó mà ăn ngon lành. Cô biết anh không thích ăn đồ ngọt nên cô chỉ mời cho có vậy thôi. Đang ngồi thì điện thoại của anh bỗng đổ chuông. Nói đi, anh lên tiếng. Lô vũ khí của chúng ta đã về rồi thưa lão đại. Mộc Hoa gọi điện thông báo cho anh. Để đó, tôi tới ngay. Anh nói xong thì tắt máy. Diêu Đạt gấp laptop lại. Anh đứng lên với tay lễ khoác của mình đi ra ngoài. Đồng Hoa thấy vậy cũng chạy theo anh. Cô ở nhà rất chán. Nếu anh không cho cô đi chơi thì bắt buộc phải cho cô theo anh. Cho em theo nữa. Cô ôm lấy cánh tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh. Không. Anh thẳng thừng từ chối cô. Một là cho em đi cùng, hai là cho em đi chơi với Bảo Chiêu và Thanh Hùng. Chọn đi. Cô nhìn anh nói. Cô phải cho anh chọn như thế mới vui. Lá gan của cô ngày càng lớn. Hôm nay lại dám nói chuyện với anh bằng cái giọng đó. Cô gái này giết chẳng xem anh ra gì. Đã thế còn nhắc cái tên tiểu tử kia trước mặt anh nữa. Thay đồ. Anh ra lệnh cho cô. Đi ngay. Cô nhanh chóng chạy lên phòng thay chiếc váy ngủ trên người ra. Anh thà là mang cô tới bang, chứ anh không bao giờ để cô đi chơi của hắn ta. Miễn là cô ở cạnh anh 24/24 là được. Đợi cô thay đổi xong thì hai người bắt đầu chạy đến hắc bang. Ý phút sau đó cũng tới nơi. Đồng Hoa cùng anh bước vào trong. Lúc nhỏ cô cũng rất hay tới lui, và lớn lên cũng được đặt chân đến vài lần. Đồng Hoa cảm thấy khá thú vị nên mới xin anh qua. Lúc trước cô ấn tượng nhất là sân tập bắn của anh. Nó thật sự rất rộng, đã thế còn có đầy đủ các loại súng. Cô thì lại khá thích súng nên chỉ nhìn thôi đã mê rồi. Lão đại, tất cả đồng thanh nói. Ừ, mang những thứ này qua khu luyện bắn. Anh đưa mắt nhìn Mộc Hòa và Châu Khiêu ra lệnh. Vâng, thưa lão đại. Diêu Đạt cất bước đi trước, bên cạnh thì có cô. Đồng Hoa để ý thùng chứa súng khi nãy, nhận định lát nữa cô sẽ thử chúng. Tất cả tập trung ở khu luyện bắn. Ba người Huỳnh Điêu và một số thuộc hạ khác đang bày tất cả các loại súng trên bàn. Những thứ này là do bác anh lấy về trong cuộc thi đua xe cách đây 2 tuần trước. Vì một số lý do ngoài ý muốn thì cuối cùng nó cũng đã tới đây sau hơn 1 tuần vận chuyển từ anh về Tứ Xuyên. Lần lượt từng người đi lên thử súng, còn anh và cô thì ngồi ở đó xem xét tình hình. Đồng Hoa lúc này cũng đã ngứa tay ngứa chân, cô rất muốn thử chúng. Lát nữa cho em thử được không? Cô kéo kéo tay áo anh, nhỏ giọng hỏi. Anh gật đầu thay cho câu trả lời của mình. Đây không phải là lần đầu cô đòi. Những lúc cô đi theo anh đến thì đều nhất quyết vào đây để bắn súng. Dù đạn thì không thể từ chối nên mới để cô chơi một chút rồi thôi. Cô chỉ việc ngồi đó đợi tới lượt của mình. Rất nhanh thì cũng đã tới. Đồng Hoa thuần thục lắp đặt các viên đạn vào trong, chuẩn bị các đồ dùng cần thiết xong thì cô bắt đầu ngắm bắn. Từng viên đạn cô bắn ra đều trúng vào hồng tâm. Phải nói là Đồng Hoa ngắm rất chuẩn. Cô càng bắn càng cảm thấy thích thú. Lực đạn bay đi lại vô cùng nhanh, với lại trọng lượng của súng rất nhẹ. Cô cầm nãy giờ vẫn không mỏi tay chút nào. Quả là đồ tốt. Diêu Đạt vẫn luôn theo dõi cô. Anh thì chẳng bất ngờ gì với năng lực của cô. Vì từ nhỏ anh đã cho cô tập làm quen dần với chúng, nên bây giờ cô thuần thục như vậy cũng không lấy làm lạ. Cô ở bang với anh cả buổi, đến tối thì ba người Châu Khiêu đưa anh và cô về. Nhưng Đông Hoa làm sao chịu về sớm như vậy? Bây giờ chỉ mới 7 giờ tối thôi, ở biệt thự cô cũng chẳng làm gì. Em đói bụng, hôm nay chúng ta ăn tối ở ngoài được không? Cô di chuyển mắt mình qua anh. Được, anh trầm giọng đáp lại. Anh rất nhanh đã đồng ý với cô. Nhìn vẻ mặt tươi cười của cô thì anh cũng không đỡ từ chối. Lâu lâu dẫn cô ra ngoài ăn một bữa. Cô nghe anh đồng ý thì mừng hét lớn. Cô cứ tưởng là anh sẽ không chấp nhận đấy. Mộc Hòa nhận lệnh của anh, hắn lái xe đưa hai người đến nhà hàng 5 sao sang trọng, cũng là nhà hàng do anh làm chủ. Diêu Đạt và Đồng Hòa bước vào trong, theo sau là 3 người Huỳnh Điêu. Mỗi lần anh đi đâu thì đều có bọn họ đi cùng. Hân hạnh khi được Diêu lão đại ghé thăm. Quản lý nhà hàng thấy anh thì nhanh chân chạy ra đón. Mang tất cả các món ra đi. Anh đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn người quản lý kia.
Vâng, có ngay. Diệu lão đại chờ một chút. Cô không kén ăn, nên anh cứ việc gọi ra hết, đỡ mắc công phải chọn từng món. Đồng Hoa muốn ngăn cản anh, nhưng chưa gì, người quản lý khi nãy đã đi mất. Chỉ có 5 người mà anh gọi nhiều như vậy để làm gì, thật lãng phí. Vài phút sau thì phục vụ mang hơn cả chục món ăn ra. Trên bàn, cậu sắp không để hết nữa rồi. Đồng Hoa chỉ biết, trố mắt nhìn. Trong đầu cô đang nghĩ xem mình nên ăn món nào trước. Ăn đi, chẳng phải em nói đói bụng hay sao? Anh gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén cô. Anh gọi nhiều món như vậy làm gì? Tiền xài không hết à? Đúng thật là như vậy. Tiền anh dù có xài cả đời cũng không hết. Đối với anh thì những thứ này là chuyện nhỏ, miễn cô thích là được. Miệng cô thì nói, nhưng tay thì không ngừng gắp đồ ăn để vào chén. Cô cũng mặc kệ hình tượng của mình mà ngồi ăn thoải mái. Cả buổi cô vận động hơi nhiều nên bây giờ rất đói. Đồng Hoa ăn đến căng cả bụng, cô đưa tay xoa bụng mình, khuôn mặt hiện rõ sự hài lòng. Lâu lâu ăn ngoài cũng ngon đấy chứ. Em muốn đi dạo. Cô nhích người ngồi cạnh anh, giọng nũng nịu vang lên. Ăn xong thì cũng phải đi đâu đó cho tiêu cơm đúng không? Anh đã lỡ chiều cô rồi thì chiều thêm lần này nữa thôi. Chỉ hôm nay thôi, anh nghiêm nghị đáp. Dạ, cô cười tươi. Diêu Đạt ra hiệu Mộc Hỏa, hắn hiểu nên đã chạy đến công viên lớn nhất của thành phố Tứ Xuyên. Đúng là chỉ duy nhất mình cô được anh đáp ứng tất cả mọi thứ. Tới nơi, Đông Hoa nhanh nhẹn đi xuống, chân cô bước nhanh về phía trước, nhưng chưa gì đã bị tay anh kéo lại. Đừng đi lung tung, anh nhả ra vài câu, sau đó nắm tay cô đi bên cạnh mình. Nơi này đông như vậy, nhỡ đâu cô có chuyện gì thì phải làm sao, cho nên đi gần anh là an toàn nhất. Thôi kệ, cô cũng không muốn cãi nhau với anh. Được đi dạo là vui rồi, chỉ không được tung tăng chút thôi. Hai người bước xuống phố thì thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Một người mang vẻ ngoài trưởng thành, nghiêm túc, còn một người thì hoạt bát, đáng yêu. Sánh bước cùng nhau cũng rất chi là xứng đôi. Đã thế, còn có ba người đàn ông đi sau thì cũng biết thân phận của hai người như thế nào. Lục Đồng Hoa lâu lâu ngước mắt lên nhìn anh. Góc nghiêng này thấy song mũi của anh vô cùng cao, nhìn đi nhìn lại vẫn là vẻ đẹp của anh mê hoặc cô nhất. Khóe môi cô bất giác nở nụ cười ngọt. Cảm giác bên anh thật sự rất khác, cô cũng không biết diễn tả thế nào. Đi dạo được một lúc thì cả hai trở về Diêu gia. Đồng Hoa lên tới phòng đã nhanh tay lấy quần áo đi tắm, cả người cô đều mồ hôi nên rất khó chịu. Đồng Hoa đang định bước ra ngoài thì đột nhiên có con gì đó bò ngang chân cô khiến cô giật mình. Lục Đông Hoa liền cúi xuống, nhưng nào ngờ dưới chân cô là hai con rắn khá to. Cô không kiềm chế được mà hét lên và nhanh chóng chạy ra ngoài. À, rắn, có rắn. Cô đời cô sợ nhất là con rắn đấy. Bình thường đâu có đâu, nhưng tại sao hôm nay lại có đến tận hai con thế kia. Cô vội vàng chạy xuống tầng để tìm Diệu Đạt, ngay cả dép còn quên mang kia mà. Đôi chân thiếu bước nhanh xuống bậc thang, còn miệng lại liên tục gọi anh. Diêu Đạt, cô gọi cả họ lẫn tên của anh. Thấy gần tới nên cô cứ thế mà bước hẳn ba bậc thang, nhưng không may Đông Hoa lại trượt chân ngã nhào xuống đất. Lúc này Diêu Đạt ở phòng khách cùng với ba người Huỳnh Điêu thì nghe tiếng cô gọi. Anh nhanh chóng đi tới, nhưng chưa gì đã thấy người cô nằm dài dưới sàn. Làm sao? Anh nhanh chân đi đến đỡ cô lên. Dán, trên phòng có dán. Cô vừa nói vừa thu thít, tay cũng choàng qua ôm cổ anh. Từ nhỏ cô đã không có ấn tượng gì với con vật này, lớn lên thì càng không. Chỉ cần thấy nó thì cô đã hét toáng lên như mới vừa gặp ma không bằng. Diêu Đạt nhìn bộ dạng cô thì cũng đoán được là cô vừa mới tắm xong. Mắt anh di chuyển xuống đôi chân thon dài của cô thì đen mặt. Tại sao cô lại mặc váy ngủ ngắn như vậy? Cút hết ra ngoài. Anh lạnh giọng quá lớn, thấy ba người kia đang đứng đó nhìn chăm chăm vào cô. Diêu Đạt liền dùng ánh mắt tức giận cảnh cáo bọn họ. Vâng, lão đại. Mộc Hỏa, Huỳnh Điêu và Châu Khiêu lập tức lùi đi. Bọn hắn mà ở lâu chắc chắn sẽ bị anh giết chết mất. Ngày mai tổng vệ sinh tất cả cho tôi, sàn nhà cũng phải được lót thảm hết. Anh nhìn quản gia phủ nói. Vâng, thiếu gia. Quản gia phủ cúi đầu đáp. Diêu Đạt nhanh chóng bế cô lên phòng. Đồng Hoa cũng không phản kháng mà để cho anh bế mình. Cô cảm nhận được cổ chân cô rất đau, có khi nào bị trật chân không? Đúng là xui thật mà.
Anh đặt cô trên giường, sau đó quay người đi vào phòng tắm xem. Sẵn tiện, anh còn cầm theo chai thuốc, xoa bóp chân giúp cô. Không cần xoa đâu, rất đau. Cô liền co chân mình lại. Ngồi yên, nếu không muốn bị đau. Anh nghiêm giọng nói. Mặc kệ cô có đau thì anh vẫn lấy thuốc mà bôi lên cổ chân. Đã thế còn mạnh tay bóp vào chỗ đau của Đồng Hoa. Cô đau đến mức không chịu được, hai bàn tay bấu chặt vào áo anh. Em đau, nhẹ tay một chút. Cô đánh nhẹ lên vai nhắc nhở. Không biết mang dép vào hay sao. Em đã lớn rồi chứ không phải là còn nít mà để tôi nói mãi. Anh nghiến răng. Đồng Hoa liếc anh một cái. Lúc đó cô chỉ nghĩ đến việc làm sao để chạy càng xa càng tốt thôi. Những việc khác cô không quan tâm tới. Cô bị như thế, anh còn không thương tiếc, vậy mà chưa gì buông lời mắng cô, thật đáng ghét. Chẳng phải tại anh hay sao? Nếu như lúc đó anh đến đúng lúc thì sẽ không xảy ra chuyện, ở đó còn trách móc. Ngày mai tôi sẽ về nhà của mình, không cần anh phải lo. Cô nói xong thì rút chân lại, xoay người nằm xuống, chùm chăn kín đầu. Tức chết cô mất thôi, người gì mà cọc cằn, thổ lỗ. Người ta bị đau còn không biết dỗ ngọt. Ngày mai cô nhất định phải về nhà, có chết cũng không quay lại đây. Diêu Đạt cau mày khó chịu, từ đâu cô lại học cái thói trà trèo với anh như vậy. Anh mắng cô là sai à? Ai chỉ muốn cô ngày càng tốt hơn thôi. Anh tắm xong thì về giường nằm. Theo thói quen, Diêu Đạt choàng tay qua ôm cô vào lòng mình. Cô thì lại chẳng phản kháng hay nói năng gì cả. Điều đó khiến anh khá bực bội. Giận sao? Giọng nói anh bây giờ cũng đã dịu đi hẳn. Không thèm. Tầm vài phút thì cô mới trả lời anh. Ai cũng biết hỏi cô câu đó sao? Em không thấy mình rất sai sao? Có dám tỏ thái độ với tôi? Anh tiếp tục nói. Hà, cô sai à? Thái độ của cô không phải đều do anh tạo ra hay sao? Anh đúng là người không có lý lẽ. Em sai, lẽ em sai được chưa? Kiểu người như anh chắc chắn sẽ ế vợ tới giả. Cô bực tức nhéo mạnh vào hông anh. Vậy thì hãy chờ xem tôi có ý vợ như lời em đã nói hay không. Anh tự tốn trả lời. Được thôi, cô sẽ chờ. Cô trốn mắt lên xem là ai xấu số lấy phải người chồng khó ưa như anh. Ngủ đi. Anh xoa đầu cô, nhẹ giọng nói. Đồng Hoa lời nói chuyện nên đã gật đầu thay cô trả lời của mình. Anh đợi cô say giấc thì mới đặt một nụ hôn lên đôi môi nhỏ nhắn của cô. Môi cô càng ngày càng mềm nhỉ. Lục Đồng Hoa tỉnh dậy, điều trước tiên cô làm là nhìn xuống chân mình. Hiện tại cổ chân của cô đã sừng lên trông rõ. Kiểu này thì làm sao cô có thể đi học được đây? Đã thế còn đau nữa chứ. Cô bước từng bước khó khăn đi vào phòng tắm. Vừa thay đổi xong thì Diêu Đạt mở cửa đi vào. Trên tay anh còn cầm khay thức ăn cho cô. Tôi đã xin phép cho em nghỉ học hôm nay rồi. Ăn sáng đi. Anh nhìn cô nhàn nhạt lên tiếng. Không cần đâu, sắp thi nên em phải đến trường. Cô xua tay từ chối. Ở nhà cho buồn chết cô hay sao? Không muốn ở nhà. Anh nhướng mày hỏi ngược lại cô. Tất nhiên là cô không muốn ở nhà rồi. Vừa buồn vừa chán, còn không được gặp bạn bè nữa. Muốn. Cô miễn cưỡng đồng ý. Lời nói và suy nghĩ của cô hoàn toàn trái ngược. Cô nhận ra một điều. Tại sao những lời nói của anh đưa ra thì cô đều phải nghe theo? Có muốn từ chối cũng chẳng được, thật sự quá khó hiểu. Diêu Đạt ở lại một lúc thì rời đi, anh còn có một số việc phải giải quyết, sẽ về sớm với cô. Ở dưới nhà bây giờ là người hầu đang tất bật làm việc, vì tối qua anh có ra lệnh là dọn vệ sinh lại tất cả, nên bọn họ sáng sớm đã tất bật làm việc. Quả ra, ông trông chừng cô ấy giúp tôi, có việc gì thì gọi điện ngay. Trước khi đi, anh không quên căn dặn quản gia phủ đôi lời. Rõ, thưa thiếu gia. Vụ việc tối qua cũng đã khiến quản gia phủ hết hồn rồi. Cũng may là cô chỉ trật chân thôi. Nhỡ đâu nặng hơn thì có lẽ anh nổi trận lôi đỉnh lên thì mệt mọi người. Ba người Huỳnh Điêu đợi anh trước sân. Bọn họ nhìn cảnh người hầu đang đi đi lại lại làm việc thì thở hơi dài. Biệt thự của anh gồm có 4 tầng, đã thế còn rất rộng. Ba người chỉ đang tội nghiệp cho những người hầu thôi. Anh lên xe và ra hiệu cho Mộc Họa lái đi. Lúc sáng anh có định là sẽ ở nhà với cô, nhưng vì có một số việc đột xuất nên anh mới rời đi thôi. Diêu Đạt cũng đã căn dặn quản gia phủ kỹ rồi, ở nhà ông sẽ xem chừng cô giúp. Hôm nay Đồng Hoa nghỉ học,
Quách Bảo Chiếu phải ngồi một mình. Lúc nãy, Bảo Chiếu cũng đã nhận được tin nhắn từ bạn mình. Biết Đồng Hoa bị thương, cô cũng khá lo lắng vì cô hiểu bản thân mình khá là vụng về. Có lẽ học xong, Bảo Chiếu đến Diêu gia thăm Đồng Hoa một chuyến. Hôm nay Đồng Hoa không đi học à? Lê Thanh Hùng vào lớp nhưng không thấy Đồng Hoa đâu nên hắn đã lên tiếng hỏi Bảo Chiếu. Cậu ấy bị trật chân nên xin nghỉ hôm nay, Bảo Chiếu đáp. Thì ra là như vậy, khi nãy hắn có đợi Đồng Hoa trước trường nhưng mãi chẳng thấy cô xuất hiện nên hắn mới lên lớp xem thử, ai ngờ cũng không thấy đâu. Này, Bảo Chiếu, chiều nay chúng ta đi thăm cậu ấy không? Hắn cũng muốn biết tình hình của cô thế nào. Được. Bảo Chiếu có thể nhìn ra tình ý của hắn đối với Đồng Hoa, nhưng chỉ có điều là Đồng Hoa vẫn ngây thơ không biết gì. Cũng đúng thôi, lúc Đồng Hoa vừa đáng yêu lại còn xinh đẹp, thử hỏi xem coi mà không thích chứ. Lúc Đồng Hoa nằm dài trên phòng, tay thì lướt lướt điện thoại, nhìn thấy hình ảnh đi du lịch của người ta thì cô lại nhớ ngay đến ba mẹ mình. Tính ra hai người đã đi 3 ngày rồi, vậy mà một cuộc điện thoại cho cô cũng không có. Càng nghĩ Đồng Hoa càng ấm ức. Có ba mẹ nào mà như vậy không? Tiện tay đang cầm điện thoại nên Đồng Hoa đã bấm gọi ngay cho mẹ mình. Nhưng có điều là bà Lục lại khóa máy, còn ông Lục thì không bắt máy. Ôi trời, tức chết cô thật rồi. Cô ở trên phòng cho đến giờ trưa thì được quản gia Phù mang thức ăn lên. Anh có căn dặn không được để cô di chuyển nhiều nên anh mới không để cô đi xuống lầu. Thức ăn trưa của tiểu thư đây, cô ăn đi rồi uống thuốc, ông Tử Tú nói. Bác không cần phải mang lên cho con đâu, con tự đi xuống nhà được mà, cô cười cười. Cô chỉ là bị trật chân thôi, chưa có bị gì nghiêm trọng lắm đâu. Không sao cả, nếu tôi để tiểu thư xuống nhà thì thiếu gia sẽ trách phạt tôi. Cô ăn đi, tôi xin phép. Vâng, cảm ơn bác ạ. Quản gia Phù gật đầu rồi quay người rời đi. Xem ra anh vẫn còn lương tâm đấy. Nhưng mà sáng giờ cô không thấy nhỉ, đi công việc lâu đến vậy à? Bên kia Diêu Đạt đang trên đường về biệt thự. Sáng giờ anh phải đi bàn chuyện hợp tác về lô hàng sắp tới nên về có hơi trễ. Lão đại, tuần sau chúng ta có một chuyến đi đến Paris, ngài có muốn chuẩn bị gì thêm nữa không? Châu Khiêu hỏi. Không cần, mang đồ cần thiết là được. Vâng, lão đại. Ai đang suy nghĩ có nên đưa cô đi cùng hay không? Nơi đó khá nguy hiểm, anh chỉ sợ cô tiếp tục bị thương, nhưng để cô ở đây thì anh càng chẳng yên tâm. Rất nhanh đã tới Diêu gia, đôi chân dài của anh sải bước vào trong. Anh đi một mạch lên tới phòng mình, mở cửa ra thì thấy cô đang ngồi dựa lưng vào đầu giường xem phim. Diêu Đạt cởi áo khoác để lại trên sofa, mặt anh liếc nhìn khay thức ăn để cách đó không xa thì cũng biết quản gia Phù đã mang cơm lên cho cô rồi. Anh chậm rãi đi tới gần ngồi cạnh cô. Sáng giờ em làm gì? Anh cất giọng hỏi. Ngủ. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó trả lời. Ngoài việc nằm dài trên giường ra thì cô biết làm gì nữa đâu. Anh đã ăn trưa chưa? Cô tiếp tục nói. Em đang quan tâm tôi sao? Hửm. Tay anh vuốt ve đôi gò má của cô và mặt mày hai người cũng sát với nhau. Làm gì có, thuận miệng hỏi thôi. Anh đi tắm đi, hồi chết đi được. Cô nhích người cách xa anh, vội vàng lảng qua chuyện khác. Ai mà thèm quan tâm ông chú già như anh cơ chứ. Diêu Đạt cười nhạt, sau đó anh cũng làm theo lời cô. Đồng Hoa thấy anh đi thì mới nhẹ lòng một chút. Những hành động của anh khiến trái tim cô không ngừng xao giựt. Tại sao lại như vậy? Quan trọng là cô chưa từng có cảm giác này như vậy với ai, chỉ có duy nhất với mình Diêu Đạt thôi. Đồng Hoa đưa tay vỗ vỗ lên mặt để lại tinh thần. Làm sao cô có thể thích một người lớn tuổi như anh được, đúng chứ? Dưới nhà, Bảo Chiêu và Lê Thanh Hùng cũng đã tới. Bảo Chiêu đưa tay lên, nhấn chuông. Quan sát phù nhanh chân chạy ra xem là ai tới. Hai vị tìm ai? Ông nhìn Bảo Chiêu và Thanh Hùng hỏi. Con tìm Đông Hoa, tụi con là bạn học của cậu ấy. Bảo Chiêu cười đáp lại. Mời cô cậu vào trong. Quả gia phù cũng đoán ra phần nào vì ông nhìn hai người trạc tuổi cô. Vâng, cảm ơn bác. Hai người đồng thanh nói. Bảo Chiêu và Thanh Hùng đi theo quản gia Phù vào trong. Cô chỉ biết Diêu gia nhưng chưa tới lần nào. Bây giờ được đặt chân vào đây, quả thật rất đẹp. Hai người ngồi đợi cô ở phòng khách. Quản gia Phù thì lên phòng thông báo cho Đồng Hoa.
Cốc cốc. Bác vào đi, giọng cô vang lên. Tiểu thư, có bạn cô đến thăm, bọn họ đang ở dưới phòng khách đợi cô. Vậy à, con xuống ngay đây. Trong đầu cô liền nghĩ ngay là Bảo Triều và Thanh Hùng, vì trong lớp cô chỉ thân thiết với hai người đó thôi. Đồng Hoa nghe vậy thì vui mừng, cô có bạn chơi rồi, cả buổi cô ở nhà sắp chết rồi đây này. Cô lập tức đứng lên định xuống với bạn mình thì giọng nói của anh truyền tới. Đi đâu? Là Bảo Triều tới nên em đi xuống chơi với cậu ấy, cô hớn hở nói. Diêu Đạt không nói không rằng, anh bước tới bế cô lên. Đồng Hoa giật mình, mở to mắt nhìn anh. Gì vậy? Anh định làm trò gì vậy? Anh làm gì vậy? Thả em xuống, cô nhỏ giọng nói với anh. Muốn chật chân lần nữa sao? Anh nhướng mày nói. Diêu Đạt nói xong thì bế cô đi. Đồng Hoa thấy anh nói cũng có lý, chân cô chỉ mới bớt đau chút thôi, nhỡ đầu bị nữa thì tiêu đời. Lê Thanh Hùng thấy anh đang bế cô trên tay thì lòng hắn lại nổi cơn ghen. Hắn thật không thích cô thân mật với anh chút nào. Diêu Đạt đặt cô ngồi xuống ghế, anh không định rời đi mà ngồi lại kế bên cô. Ban đầu anh chỉ muốn đưa cô đến chỗ bạn mình, nhưng bởi vì thấy sự góp mặt của Lê Thanh Hùng nên anh mới quyết định ở lại. Cậu đã đỡ đau chưa? Bảo Châu cất giọng hỏi. Tớ không sao cả, chỉ bị sưng chút thôi. Tớ có mua ít trái cây cho cậu này, Lê Thanh Hùng nói. Hắn để túi trái cây qua trước mặt cô. Đồng Hoa thấy vậy liền cầm một quả táo, tay chùi chùi vài cái rồi đưa lên miệng ăn. Lê Thanh Hùng nhìn cô mỉm cười. Diêu Đạt liếc mắt nhìn cô, anh thẳng tay giữ lấy quả táo trên tay cô, nét mặt không vui hiện ra. Ai cực kỳ ghét cô nhận đồ của người khác, vậy mà cô lại làm trái ý anh. Quản gia, mang đi. Anh ra hiệu cho quản gia Phù. Vâng, thiếu gia. Quản gia Phù hiểu ý nên đã mang thẳng vào bếp và cũng không thưởng thức gì mà vứt đi. Ông sống ở đây khá lâu, chỉ cần nhìn thôi đã biết anh muốn gì. Chú không thấy cậu ấy đang ăn à? Hắn lên tiếng phản bác. Nhà tôi không thiếu những thứ này. Anh đưa ánh mắt sắc như dao nhìn hắn, giọng nói cũng lạnh đi đôi phần. Đồng Hoa và Bảo Chiêu chỉ biết ngồi nhìn hai người đang nhìn nhau tóe lửa. Bảo Chiêu thấy tình hình không ổn nên đã khều khều tay Đồng Hoa nhắc nhở. Không sao, lát nữa tớ ăn, cảm ơn cậu nhé. Đồng Hoa lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt kia. Được. Lê Thanh Hùng bây giờ càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng, nhưng dù sao thì hắn cũng phải đối đầu với anh bằng mọi giá. Quả ra tiện khách. Anh trầm ngâm một hồi thì tiếp tục lên tiếng. Lời nói của anh phát ra đã khiến Bảo Chiêu và Thanh Hùng bất ngờ. Ngay cả cô cũng vậy. Đồng Hoa cau mày khó chịu. Hai người là bạn cô mà tại sao anh lại đuổi bọn họ? Gì chứ? Bạn em chỉ mới tới thôi. Nếu anh bận thì có thể đi kia mà. Cô hậm hực nói. À, mà bọn tớ cũng có việc phải đi. Chúng ta nói chuyện sau nhé. Bảo Chiêu cười cười. Nhưng... Làm sao Bảo Châu có thể ở lại chơi khi sắc mặt của chủ nhà tệ thế kia? Cô nghĩ là nên về thì hơn. Chưa thấy Diêu Đạt và Thanh Hùng cứ như nước với lửa thì còn gì mà vui nữa. Bảo Châu nói vài câu với Đồng Hoa thì kéo Lê Thanh Hùng đi. Mặc dù hắn không muốn nhưng vẫn chấp nhận. Lúc này Đồng Hoa vô cùng tức giận với thái độ của anh. Dù sao Bảo Châu và Thanh Hùng cũng là khách, vậy mà anh lại chẳng hề nể nang gì mà mở miệng đuổi người như vậy. Anh làm như vậy thì chẳng khác gì không tôn trọng luôn cả cô. Diêu Đạt vẫn một sắc mặt lạnh lùng đó. Nếu như ban đầu anh đã biết có hắn ta tới thì chắc chắn một điều rằng anh sẽ không bao giờ cho hắn bước vào nhà. Cô liếc nhìn anh, sau đó đứng lên bỏ đi. Lần này cô nhất định phải trở về nhà của mình. Dù anh không đồng ý thì cô cũng mặc kệ. Ở đây chẳng khác gì đang giam lỏng cô. Đi đâu cũng không được, bạn bè đến thăm thì càng không. Cô thật sự hết chịu nổi rồi. Quản gia Phù thấy cô đi có chút không tiện nên ông đã tới giúp đỡ cô. Diêu Đạt đi từ phía sau, anh chẳng nói năng gì mà vác cô lên vai mình đi thẳng về phòng. Buông ra, buông tôi ra. Cô vùng vẫy, la hét, tay thì liên tục đánh lên người anh. Dù cô có đánh cỡ nào thì chẳng hề hấn gì về anh. Anh thẳng tay vút mạnh cô lên giường khiến đầu óc Đồng Hoa choáng váng. Diêu Đạt đứng đó nhìn cô, sắc mặt anh vô cùng lạnh lẽo. Làm loạn đủ chưa? Anh lớn tiếng nói. Anh mới là người làm loạn đấy. Tôi muốn về nhà, tôi không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Cô bực tức mà lớn tiếng lại anh.
Em không có quyền quyết định chuyện này, đừng để tôi phải nổi giận. Anh nghiêm giọng đáp. Anh phải kiềm chế lắm mới không nổi điên với cô, vậy mà cô ngược lại còn tỏ thái độ khó chịu với anh. Cô ngày càng hư hỏng. Anh nổi giận thì có liên quan gì tới tôi? Chuyện của tôi cũng không cần anh phải xen vào. Lần này cô sẽ không chịu thua anh. Những lời nói của cô đã chạm đến cơn giận trong lòng anh. Diêu Đạt lập tức đè lên người cô, khóa chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, mà kệ cô có kêu la thì anh cũng không buông. Buông ra, nếu không tôi... Đồng Hoa chưa nói hết câu thì đã bị anh hôn ngấu nghiến. Nụ hôn của anh vô cùng mạnh bạo, Diêu Đạt không ngừng mút lấy môi cô, ngay cả thở cũng trở nên khó khăn với cô. Bỏ ra. Cô cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi anh, nhưng sức lực của cô thì sao lại sức của anh được. Cô chưa từng thấy anh mất kiểm soát như thế. Những hành động này của anh khiến Đồng Hoa rất sợ hãi. Bật chợt, hai hàng nước mắt cô lăn dài trên má. Diêu Đạt cảm nhận được nên anh mới từ từ buông tha cho cô. Đôi môi nhỏ của cô lúc này đã sưng tấy lên, còn nước mắt cô không ngừng rơi lã chã. Nến ngày, anh lạnh giọng nói. Tránh xa tôi ra, đồ khốn. Cô đẩy anh ra khỏi người mình. Em đừng nên chống đối tôi. Anh nói xong thì quay người bỏ đi. Thấy cô khóc nhưng anh lại không một quan tâm tới. Đây là sự trừng phạt khi cô cãi lời anh. Đồng Hoa biết anh đã ra khỏi phòng thì cô càng khóc to hơn. Mọi sự uất ức trong lòng cô cứ thế mà dâng trào. Cả ngày anh càng quá đáng, đã thế còn mạnh bạo lấy đi nụ hôn đầu của cô. Đồng Hoa thật không hiểu cô đã làm sai gì, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Cô có chết cũng không bao giờ nói chuyện với anh. Rèng rèng, điện thoại của cô vang lên. Đồng Hoa nhìn số hiển thị trên màn hình thì cô vội đưa tay lau nước mắt của mình, sau đó mới bật máy lên. Con gái của ba đã ăn gì chưa? Giọng ông Lục chuyển tới. Rồi ạ. Ba, con muốn về nhà, ở đây không thích hợp với con. Sao thế? Chẳng phải trước đây có thích ở cùng chú Đạt hay sao? Cứ ở đó thêm vài tháng nữa, ba mẹ về sẽ đến đón con. Đó là chuyện của trước đây, còn bây giờ thì cô không thích nữa. Chỉ cần nhắc đến anh thôi cũng đủ để cô nổi điên lên rồi. Con không thích, mà kệ ba có đồng ý hay không thì con cũng về. Cô tức giận liền cúp máy ba mình. Cô đã lớn rồi, tự biết lo cho mình, cô không cần ai phải quan tâm, kể cả anh. Ông Lục bên này khó hiểu, con gái ông hôm nay sao vậy? Nghe giọng Đục Hòa rất khác, hay là anh lại chọc giận gì cô nữa rồi? Trước đây cô cũng ở Diêu gia, nhưng bây giờ lại nói không thích. Cậu chọc giận Tiểu Hòa? Ông Lục gọi ngay cho anh hỏi chuyện. Không. Vậy tại sao con bé đòi về? Cậu tự lo liệu đi. Âu Lục không muốn xen vào chuyện của hai người. Ông hiểu là anh hay nóng tính, đôi khi cũng không thể kiểm soát được lời nói hay hành động của mình. Và lại, con gái ông cũng còn nhỏ nên tính cách hai người hoàn toàn trái ngược với đối phương, cãi nhau là lẽ đương nhiên. Em biết rồi. Anh biết, thế nào cô cũng điện nói cho ông Lục. Diêu Đạt cười nhạt, cô đã xác định bước chân vào Diêu gia rồi thì đừng mơ mà rời đi. Hai người mỗi người một phòng, không ai động chạm tới ai. Đồng Hoa ngủ một giấc cho đến chập tối. Khi cô tỉnh dậy thì thấy thức ăn và thuốc đã được quản gia phủ để sẵn trên bàn. Cô thay đồ xong thì ngồi xuống ăn, dù sao cũng không thể để bụng đói được. Ăn xong, cô tiếp tục nằm trên giường nói chuyện với bạn mình. Mặc dù là bạn thân thật, nhưng vì chuyện lúc sáng anh đã đuổi Bảo Chu về nên bây giờ cô cảm thấy rất ngại. Nghĩ tới đã tức rồi. Diêu Đạt có việc phải làm nên đã rời đi. Lúc trưa anh có qua phòng xem cô thì thấy Đồng Hoa đã ngủ. Anh cũng không muốn đánh thức cô nên hôn cô một cái rồi mới đi. Cho đến 11 giờ khuya thì anh trở về, trên người còn có chút rượu. Giờ này cô cũng đã chìm vào giấc ngủ. Anh tắm xong thì lên giường nằm ôm cô. Như mọi khi, cô tỉnh lại là lúc 6 giờ 30 sáng. Đồng Hoa lồng cồm ngồi dậy đi vào phòng tắm. Chân cô đã hết đau rồi nên di chuyển không cần phải có người dìu nữa. Khi cô đi xuống thì cũng là lúc quản gia phù dọn đồ ăn sáng lên. Đồng Hoa ngồi vào vị trí của mình, cô còn không thèm liếc nhìn anh lấy một cái. Đồng Hoa suy nghĩ cả đêm, cô không làm gì sai thì mắc gì cô phải sợ. Ngược lại là anh đã đối xử tệ với cô trước.
Ba người Châu Khiêu tự nhìn nhau, bọn họ thấy tình hình không ổn lắm. Sao hôm nay bàn ăn lại im lặng đến đáng sợ như vậy? Đã vậy, đám mặt của Siêu Đạt và Lục Đồng Hoa trông rất căng thẳng, lại xảy ra chuyện nữa rồi sao? Vẫn là Siêu Đạt đưa cô đến trường, chỉ có điều là hai người chẳng ai nói câu nào. Đồng Hoa cũng chuyển ra ghế sau ngồi, bầu không khí trên xe khá ngột ngạt. Xe cô vừa tới cổng trường thì cùng lúc đó xe của Lê Thanh Hùng lại nối đuôi xe cô. Hắn thấy cô thì nhanh chân đi tới hỏi thăm vài câu. Chân cậu đã đỡ hơn chưa? Hắn nhẹ giọng hỏi. Đỡ rồi, chúng ta đi thôi, cô cười đáp lại. Được. Hai người cùng nhau tiến vào trường. Cô cũng không để ý tới phía sau mình, luôn có một ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào hai người. Còn ai ngoài Diêu Đạt nữa? Tối qua khi nói chuyện với Bảo Chiêu thì nghe bạn mình nói là anh không thích Thanh Hùng. Ban đầu cô không tin, nhưng ngẫm lại thì rất đúng. Nếu anh đã không thích thì cô càng làm tới cho anh tức chết mới thôi. Hai tay anh nắm chặt vô lăng, là cô đang đùa với lửa hay sao? Là cô đang xem thường lời nói của anh? Lục Đồng Hoa, cô cũng khả lắm. Cậu đã định sẽ thi vào trường nào chưa? Hắn chậm rãi hỏi. Vẫn chưa, còn cậu? Cô chỉ là đang phân vân nên học gần hay học xa thôi. Tôi định qua Mỹ du học, sau đó sẽ về tiếp quản công ty, hắn đáp. Lê Thanh Hùng là đại thiếu gia của Lê gia, nên mọi việc trên dưới của Lê Thị sau này đều do một tay hắn nắm giữ. Thế nên hắn phải học để còn thừa kế chức vị chủ tịch tập đoàn. Được đấy, cố gắng lên nhé, cô cười nói. Hắn gật đầu nhìn cô. Hắn phải thật cố gắng, một phần là lo tương lai, phần còn lại là muốn cho cô thấy hắn đã thành công và có thể lo được cuộc sống cho cô. Lên lớp, cô gặp Bảo Chiêu thì tiếp tục nói chuyện, vì cả ngày hôm qua cô không đi học được, có biết bao nhiêu chuyện để nói, dù có nói qua điện thoại thì vẫn không đủ. Rất nhanh cũng đã tới thời gian tan học, Diêu Đạt mở cửa xe cho cô, nhưng Đồng Hòa nhất quyết không chịu ngồi, cô và anh không nhất thiết phải ngồi chung với nhau. Nếu cô không nghe lời bạn mình thì cô đã về Lục gia lâu rồi. Biết tính nóng giận bất thường nên cô đành chờ bà mẹ mình. Đến khi ấy về cũng chưa muộn, nhỡ đâu bây giờ cô tự ý đi, lúc đó anh nổi điên lên thì mẹ cô, Đồng Hoa cũng phải tính đường lợi cho mình chứ. Siêu Đạt cắn răng để mặc cô cự tuyệt mình. Về nhà anh nhất định tính sổ với cô một lượt. Anh trước giờ chưa từng phải như vậy với bất kỳ ai khác. Vậy mà cô không biết điều. Về tới nhà, Đồng Hoa đi một mạch lên phòng, anh cũng nối bước theo cô. Vừa đặt chân vào trong thì Diêu Đạt đã kéo tay cô lại, cả khuôn mặt cô dán chặt vào lòng anh. Bỏ ra. Cô dùng sức đẩy anh ra, nhưng càng đẩy thì lực tay anh càng siết chặt. Em thật không biết đúng sai. Tay anh nâng cằm cô lên, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô. Anh mới là người không biết đúng sai đấy. Vậy thì sao? Tôi là người như thế đó, cô cười nhạt với anh. Diêu Đạt tiếp tục giữ chặt cằm cô, sau đó cúi người xuống hôn lấy môi cô, nhưng nụ hôn lần này lại dịu dàng hơn hôm qua. Tay anh giữ sau gáy cô để nụ hôn được sâu hơn. Diêu Đạt mút mát môi cô, chiếc lưỡi của anh cũng di chuyển vào khoang miệng thơm tho của cô khám phá. Đồng Hoa muốn đẩy anh ra, nhưng cuối cùng ngay cả cô cũng bị cuốn vào nụ hôn này của anh. Thú thật mà nói, cô không có chút bài xích nào về từng nụ hôn của anh. Hai tay cô bất giác choàng qua ôm lấy cổ anh, mắt cũng nhắm nghiền để tận hưởng nó. Diêu Đạt được nước lớn tới, anh bế bổng cô lên, đôi chân bước nhanh tới giường, sau đó đặt cô nằm xuống. Hai người triền miên với nhau cho đến khi Đông Hoa khó thở, vỗ vai anh ra hiệu thì bấy giờ Diêu Đạt mới buông tha cho cô. Khuôn mặt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí. Diêu Đạt thấy vậy thì nhếch môi cười. Cô xấu hổ liền quay mặt đi. Còn ngại, đây không phải lần đầu tôi hôn em, anh dùng giọng điệu trầm trọng. Cũng đúng thôi, vì anh và cô đã hôn nhau lần này là hai lần rồi còn gì. Tránh ra, em thay đồ. Cô không nói đến vấn đề đó nữa, vì mỗi lần nhắc lại cô lại cảm thấy có chút xấu hổ. Đôi môi này chỉ được mình tôi hôn, ngay cả thân thể của em cũng chỉ thuộc quyền sở hữu của tôi. Em nên nhớ kỹ điều đó, anh trầm giọng nói. Anh chỉ đang nhắc cho cô nhớ, dù cô muốn hay không muốn đều không quan trọng, nhưng có điều Lục Đông Hoa cô mãi mãi chỉ thuộc về Siêu Đạt anh mà thôi.
Lục Đông Hoa nhìn người đàn ông trước mắt mình, tại sao anh lại bá đạo như vậy chứ? Nhưng trái tim cô vì câu nói của anh mà đập rộn ràng. Nếu không thể sao? Cô đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt anh. Không cần tôi phải nói, chắc em cũng biết trước được kết quả của mình. Anh nhếch môi cười lạnh với cô. Anh đây lại đang uy hiếp cô sao? Anh đang tỏ tình với em à? Cô cười cười nói. Không cần phải tỏ tình, trước sau gì em cũng là của tôi thôi. Anh nói xong thì lại cúi người xuống hôn cô. Nhưng lần này là cổ, Diêu Đạt mút mạnh để tạo ra dấu đỏ ái muội, đã thế còn cắn lên xương quai xanh của cô. À, anh tuổi cậu à? Bị đau nên cô la lên một tiếng. Diêu Đạt cười nhẹ, anh là đang muốn cho cái tên Lê Thanh Hùng kia thấy hắn mãi mãi chẳng thể nào so được với anh, càng không có khả năng mang cô đi. Đói chưa? Giọng anh trầm ấm vàng hỏi. Đói ạ? Không chỉ đói đơn giản mà là rất đói. Khi sáng cô ăn ít nên bây giờ bụng đã đánh trống rồi. Thay đồ đi, anh đỡ cô ngồi dậy. Đông Hoa nhanh chân đi vào phòng tắm để thay đồ, sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn trưa. Quan sát phù đứng đó nhìn tình hình thì thấy anh và cô đã nói chuyện lại bình thường nên ông cũng có chút vui mừng. Dùng bữa xong thì cô quay lại phòng mình. Đột nhiên hôm nay cô vui hơn hẳn mọi ngày. Nghĩ tới cảnh hôn của hai người thì khuôn mặt cô lại ửng đỏ. Đây là cảm giác gì? Cô đã yêu rồi sao? Đúng, cô đã yêu rồi. Diêu Đạt từ thư phòng đi qua, anh chậm rãi đi tới nằm xuống cạnh cô. Anh giật lấy điện thoại từ trên tay cô để qua một bên. Đông Hoa đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Cô đang chơi kia mà, anh lại giở trò gì nữa đây? Xem nhiều hại mắt. Tay anh vuốt nhẹ tóc cô. Cô cũng không biết phải trả lời anh thế nào. Cãi thì cô cãi không lại anh rồi, nói lý lẽ với anh thì càng không. Cho nên cô im lặng là tốt nhất. Trên cơ thể cô lại toát ra một mùi hương rất dễ chịu, khiến anh rất thích. Siêu Đạt ôm chặt cô vào lòng, tay vuốt nhẹ tấm lưng mảnh mai của cô. Anh ôm cô tầm 2 tiếng thì rời đi. Diêu Đạt không có thói quen ngủ trưa, chủ yếu là để cô ngủ mà thôi. Anh phải ra ngoài, trước khi đi không quên đặt một nụ hôn lên trán cô. Lão đại, bên ông Đàm gửi thiệp mời ngài đến sự tiệc sinh nhật của ông ta vào tuần sau. Mộc Hỏa nói. Chuẩn bị ít đồ gửi cho ông ta. Anh nhàn nhạt đáp. Rõ, lão đại. Diêu Đạt cười nhếch môi. Ông ta cũng là người trong hắc đạo, bữa tiệc đó chắc chắn sẽ thú vị lắm đây. Mộc Hòa lái xe đưa anh đi. Ngoài việc chở cô đến trường học ra thì Diêu Đạt chẳng bao giờ đụng đến xe. Những lúc ra ngoài đều có ba người Mộc Hòa thay phiên nhau đi cùng anh. Tính ra mọi sự ưu ái của anh đều dành cho một mình Lục Đông Hoa cô, nhưng Diêu Đạt lại không thể hiện ra bên ngoài nhiều. Mặt khác, Lục Đông Hoa ngủ đến tầm giờ chiều thì tỉnh dậy. Cô đưa tay sờ sờ chỗ kế bên mình. Anh đã rời giường lúc nào vậy? Cô ngủ chẳng hay biết gì. Bác, anh Đạt đâu rồi ạ? Cô rửa mặt xong thì xuống nhà tìm anh. Quản gia phu nhìn cô mỉm cười, đã đổi xưng hô rồi sao? Vậy là ông cũng biết kết quả hai người. Thiếu gia có việc nên đã ra ngoài rồi, thưa tiểu thư. Ông tù tù đáp. Vâng, cô gật đầu ngại ngùng. Đông Hoa nhìn ra biểu cảm của quản gia phu gọi ảnh mãi nên giờ cô có hơi quen miệng. Nói chuyện với quản gia xong thì cô bước chân ra ngoài. Cùng lúc đó, xe anh đã dừng trước sân. Cô nhìn thấy Mộc Hỏa thì lên tiếng chào hỏi. Chào anh. Mộc Hỏa chỉ gật đầu một cái với cô. Hắn thấy anh ở đây thì cũng không dám nói chuyện gì nhiều với cô. Định đi đâu? Anh cất giọng hỏi. Em định ra vườn chơi. Cô cười nói. Anh không trả lời mà tự động nắm tay cô đi ngược vào trong. Hai người cùng nhau ngồi ở phòng khách. Diêu Đạt thuận tay để cô ngồi lên đùi mình. Thân hình nhỏ bé của cô đã nằm gọn trong lòng anh. Tay anh nhẹ nhàng vuốt lấy tóc mềm mượt của cô. Cô áp tai vào lồng ngực anh. Đồng Hòa có thể nghe rõ nhịp tim anh đập vang vang bên tai mình. Cô liền nở nụ cười ngọt ngào. Yêu là như vậy sao? Chỉ cần ngồi cạnh nhau thôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Rất nhanh đã tới ngày thi cuối cấp của cô. Đông Hoa phải tập trung vào thi cử, cho nên cô chẳng được đi đâu nhiều. Chỉ còn hôm nay nữa là kết thúc năm học. Cũng như cô được vui chơi thoải mái rồi, Đông Hoa chờ cơ hội này đã từ rất lâu. Cậu đi học ở đâu? Bảo Chiêu hỏi. Tớ chưa biết, để tớ bàn lại với ba mẹ cái đã. Cô nhanh chóng đáp lại. Nói là bàn với ba mẹ, nhưng chủ yếu
là mọi quyết định của cô đều phải có sự đồng ý của Siêu Đạt thì cô mới có thể đi học được. Thật là bàn chuyện với ba mẹ không? Hay là chú Đạt lại quyết định thay ba mẹ cậu? Bảo Chiêu lên tiếng trêu chọc. Thật mà, cậu đừng chọc tôi nữa. Được được, Bảo Chiêu cười nói. Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Bảo Chiêu hết năm nay cũng đi du học và sau đó về cũng nối nghiệp gia đình. Hai người bước vào phòng thi, Đông Hoa cố gắng làm bài xong sớm để còn về sớm, vì hôm nay cô còn phải đi Paris cùng với anh. Thời gian trôi nhanh đến trưa, Đông Hoa và Bảo Chiêu cùng nhau ra về, gần tới cổng thì cô lại thấy anh đứng đó. Cô vội vàng tạm biệt bạn mình và lẹ chân đi về phía anh. Tớ đi nhé, có gì nhắn tin sau. Được. Đông Hoa nhanh chóng ngồi vào trong, chiếc xe màu đen cũng bắt đầu chạy đi. Siêu Đạt choàng tay qua, kéo cô sát lại gần mình. Chỉ cần ở cạnh nhau thì anh luôn muốn được ôm cô. Là bài tốt không? Anh nhàn nhạt hỏi cô. Rất tốt ạ. Cô là ai chứ? Những đề bài đó có là gì với cô? Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Thay vì nói những câu khen ngợi như những người khác thì Siêu Đạt lại đặt một nụ hôn lên vầng trán cô. Đồng Hoa đưa mắt nhìn anh mỉm cười. Cô hiểu anh kiệm lời nên cũng không trách. Hai người được Huỳnh Điêu đưa đến bang, sau đó mới lên máy bay riêng để bay đến Paris. Đồng Hoa không cần chuẩn bị đủ, mọi thứ đã có anh nhờ người mang cho cô. Đồng Hoa chỉ nghe thoáng qua là anh đến Paris có việc, để khi nào anh xong việc thì mới đưa cô đi chơi được. Cô cũng không nóng vội vì thời gian còn lâu mà, từ từ rồi đi sau cũng được. Xong việc, tôi đưa em đến chỗ bà mẹ. Anh cất tiếng nói. Dạ. Cô liền gật đầu đồng ý ngay, vì đã hơn 2 tuần cô chưa gặp bà mẹ mình rồi. Và cô cũng nhớ bà mẹ mình nữa. Hai người ôm ấp với nhau. Còn Mộc Hỏa, Huỳnh Điêu, Châu Khiêu thì lại khá trợn mắt, nhưng bọn họ lại không dám làm gì khác ngoài ngó lờ ra. Xe dừng lại trước một vinh thự xa hoa. Trước cổng còn có hai tên vệ sĩ cao to đứng đó. Đục Hòa nhìn thôi cũng hiểu ra thế người này ra sao. Diêu Đạt ôm eo cô tiến vào trong, nối bước theo sau là Châu Khiêu, Huỳnh Điêu và Mộc Hỏa. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này không tồi nhỉ. Đồng Hoa đặt chân vào một căn phòng rộng lớn. Trước mặt cô là ba người đàn ông ngồi đó. Cô chỉ dùng ánh mắt mình để quan sát tất cả. Anh để cô ngồi sát bên cạnh mình, tay thì vẫn một mực đặt lên chiếc eo thon gọn của cô. Mặc kệ những cái nhìn để bất ngờ của hai người đàn ông trung niên kia, thì Diêu Đạt vẫn một sắc mặt lạnh lùng đó hiện ra. Bọn họ thấy sự có mặt của Đồng Hoa thì khá bất ngờ. Từ bao giờ bên cạnh một lão đại lạnh lùng như Diêu Đạt lại xuất hiện thêm một người phụ nữ? Diêu lão đại, cô gái này là... Trần Diếc lên tiếng hỏi. Ông ta nói xong thì nhìn cô chằm chằm. Đồng Hòa cũng không sợ sệt gì mà nhìn thẳng vào mắt ông ta. Cô biết bọn người này đang thắc mắc về thân phận của mình và có mối quan hệ gì với anh. Đồng Hòa vẫn chọn cách im lặng, cô lại muốn để chính miệng anh nói ra hơn. Cô ấy là người của tôi. Anh lạnh giọng đáp lại. Lời nói của Siêu Đạt phát ra khiến bọn họ thêm một lần nữa bất ngờ. Làm ăn với anh đã lâu và đây là lần đầu thành công khai quan hệ với người khác giới. Đồng Hoa quay qua nhìn anh mỉm cười. Chỉ vì một câu nói của anh thôi cũng khiến lòng cô vui lên không ít. Vào vấn đề chính đi, một giọng nói khác vang lên. Hữu Điền từ nãy giờ vẫn không lên tiếng. Từ lúc anh và cô bước vào thì hắn lại giữ im lặng, nhàn nhạt ngồi đó uống rượu. Đồng Hoa nghe giọng hắn vang lên thì cô đưa mắt nhìn người đàn ông trang tuổi anh ngồi đối diện mình. Nhưng cô vừa ngước lên lại chạm ngay ánh mắt sắc lạnh của hắn. Cô không vì thế mà né tránh đi. Theo như cô thấy được, vẻ ngoài của người này cũng rất lạnh lùng đấy. Chắc chắn hắn ta không dễ động vào. Hậu Niên đột nhiên nhếch môi cười lạnh với cô. Có vẻ như người phụ nữ này chẳng biết sợ là gì lại dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Đúng là người của Diêu Đạt có khác. Bầu không khí bắt đầu trở nên yên tĩnh hẳn. Trong phòng chỉ nghe tiếng hai người, thỉnh thoảng lại có giọng nói của Hữu Niên. Còn Diêu Đạt thì nhàn nhã ngồi đó, lắc lắc ly rượu trên tay, nghe bọn họ nói chuyện. Tuy cô không hiểu gì, nhưng Đông Hoa lại rất nghiêm túc, lắng tai nghe. Cô cảm nhận thế giới của Diêu Đạt rất phức tạp, đã thế còn nguy hiểm nữa. Làm sao anh có thể duy trì được danh tiếng lâu và bền như vậy? Xong việc rồi, chúng tôi về trước, hai cậu cứ ở lại chơi. Trần Siếc nói. Tiện khách. Hữu Niên nhìn thuộc hạ mình ra lệnh. Vâng, lão đại. Hai người kia đi thì căn phòng lúc này chỉ còn lại Siêu Đạt và Hữu Niên. Thân phận của hắn cũng không kém gì anh.
thế lực hai người cũng ngang với nhau. Hậu Niên nắm trong tay một bang hội lớn nhất nước Pháp, chỉ cần nhìn cơ ngơi của hắn thì cũng hiểu được hắn là người như thế nào. Tới lượt chúng ta, hắn nhàn nhạt lên tiếng. Xem đi, anh ra hiệu cho Châu Khiêu đưa bản hợp đồng cho hắn. Hắn cầm lên đọc qua một lượt, ánh mắt hắn liếc nhìn qua cô, rồi lại nở nụ cười nham hiểm, như là đang tính toán điều gì đó. Hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng lợi nhuận thì lại không hợp lý với bên tôi cho lắm. Hắn nhìn anh chậm rãi nói. Nói đi, đừng vòng vo. Anh trầm giọng đáp. Siêu Đạt trong đầu cũng đoán ra được phần nào suy nghĩ của hắn. Làm sao anh có thể để hắn đạt được ý muốn của mình? Tôi đồng ý với điều khoản của cậu đưa ra, nhưng với một điều kiện. Hắn vừa nói vừa đánh quả cô. Ra giá đi, tôi muốn cô gái đó. Hắn tiếp tục lên tiếng. Cái gì? Cô là món hàng sao? Đục Hoa nghe xong thì cơn tức giận trong lòng bùng phát lên. Tay cô nắm chặt váy mình. Hắn nghĩ mình là ai mà có thể nói ra những câu đó? Những người hám vinh hoa phú quý của hắn thì sẵn sàng chấp nhận, nhưng có Lục Đồng Hoa cô thì không. Siêu Đạt không nhìn, nhưng anh biết cô đang nổi giận. Ngoài mặt anh vẫn tỏ vẻ bình thường, nhưng trong lòng anh chỉ muốn cho hắn ta ăn ngay một viên đạn. Cậu nên nhớ, cậu là người cần số hàng đó, chứ không phải tôi. Nếu tôi hủy hợp tác thì tôi cũng chẳng mất mát gì. Suy nghĩ cho kỹ rồi hãy nói chuyện. Hai người bàn chuyện hợp tác, nhưng chắc gì đã thuận lòng nhau. Anh và hắn trước giờ vẫn không vừa mắt với đối phương. Cả hai âm thầm đấu đá lẫn nhau, nhưng vì một vài lý do nên mới hợp tác thế thôi. Còn lần này chính là Hữu Niên đề nghị hợp tác với anh trước. Dù Đạt bỏ đi mối làm ăn này thì cũng không gặp vấn đề gì. Còn nữa, cô ấy là người phụ nữ của Siêu Đạt tôi, đừng hòng ai động vào cô ấy. Trước khi anh đi, cô để lại với hắn một câu. Cứ thế, anh và cô rời khỏi vinh thự của Lưu Hữu Niên. Hắn nhếch môi cười lạnh, Hữu Niên chỉ là có hứng thú với những thứ xung quanh anh thôi. Nhưng nào ngờ, chỉ vì một con đàn bà mà Siêu Đạt lại nhất quyết giữ cô bên mình. Đúng là cô gái này không tầm thường. Lão đại, chắc là anh ta vẫn chưa đi xa. Ngài có muốn... Tứ Thảo, thu hạ thân cận của hắn cất giọng hỏi. Làm đi. Hắn suy nghĩ một lát thì trả lời. Vâng, thưa lão đại. Bên này, Đồng Hoa mang một bụng tức đi về. Cô còn chưa được chửi hắn thì đã bị anh kéo tay để mất. Chưa bao giờ cô gặp loại người như cái tên đó. Em vẫn chưa cho hắn ta một trận mà anh đã kéo em đi rồi. Tức chết đi được. Cô cau có. Muốn thế nào? Hay về nhà tôi bù lại cho em. Anh nói nhỏ vào tai cô. Em mới không thèm. Anh mới chọc một chút, chưa gì mặt cô đã ửng đỏ lên. Đồng Hoa giấu mặt vào lồng ngực anh. Người đàn ông này thật biết nói đùa nhỉ. Siêu Đạt đưa tay vuốt ve tấm lưng mềm mại của cô. Anh muốn cô không nghĩ đến chuyện lúc này nữa, nên mới chiều cô một chút. Lục Đồng Hoa như lá bùa hộ mệnh của anh, thì làm sao anh có thể bán cô đi được. Đoang đoang đoang. Lúc này tiếng súng từ phía xa liên tục xả đạn vào xe anh, khiến Đồng Hoa ngồi bên trong cũng phải giật mình. Lão đại, là bọn người của Hữu Niên. Huỳnh Điều nói. Giải quyết hết đi. Anh lạnh nhạt lên tiếng. Rõ, lão đại. Mục Hòa là người cầm lái, còn hai người Châu Khiêu và Huỳnh Điêu làm nhiệm vụ của mình. Anh biết thế nào, hắn cũng làm như vậy. Khi anh bước chân ra khỏi nơi đó, thì Diêu Đạt đã đề phòng trước chuyện này rồi. Hai bên đấu súng với nhau, Huỳnh Điêu đã hạ được một chiếc xe bám đuôi. Phía sau còn lại hai chiếc xe màu đen khác. Đây là lần đầu cô chứng kiến cảnh này, cứ như trong phim không bằng. Đồng Hoa vẫn ngồi yên đó, để mặc bên ngoài náo loạn. Hỏi cô có sợ không thì cô trả lời là không, bởi vì có anh ở đây và Siêu Đạt cả không để cô xảy ra vấn đề gì. Cắt đuổi chúng, anh ra hiệu cho Mộc Hỏa. Vì bên trong có cô, anh không thể để cô bị thương được, nên tốt nhất giữ an toàn vẫn hơn. Rõ, lão đại. Mộc Hỏa nhanh chóng tăng tốc lao vút đi. Hắn liên tục đánh võng lạng lách để những chiếc xe phía sau không đuổi kịp. Còn hai người kia thì không ngừng bắn để bọn họ mất tập trung. Và rồi cuối cùng cũng ra tới đường lớn, bọn họ chẳng dám đuổi theo vì ở đây có rất nhiều xe qua lại và có khá nhiều cảnh sát. Nếu xin tới cảnh sát thì lại không hay, nên đám người kia đành rút lui đi. Đồng Hoa bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm, nếu cô mà bị bệnh tim, có lẽ nãy giờ cô đã ngất xỉu lâu rồi. Ít phút sau thì tới biệt thự của anh, cô thay đổi xong thì nằm dài trên giường. Mệt quá đi. Cô nằm suy nghĩ, anh vào hắc đạo lâu như vậy,
chắc đây không phải là lần đầu anh bị người khác ám sát. Nhưng may là có ba người trù khiêu, lỡ đâu anh đi một mình thì phải làm sao đây? Đột nhiên lòng cô để bất an, cô chỉ đang lo cho anh thôi. Quả thật, thế giới của anh không đơn giản chút nào. Đang nghĩ chuyện gì vậy? Cô mải mê suy nghĩ, tới nỗi anh nằm cạnh mình còn không hay. Không có gì ạ? Cô choàng tay qua ôm anh, đầu rụi rụi vào ngực anh. Diêu Đạt nâng cằm cô lên, anh áp đôi môi lạnh lẽo của mình xuống. Anh thỏa sức muốn lấy muốn để môi cô, đôi môi nhỏ nhắn này vừa mềm vừa thơm khiến anh rất thích. Hai người giày dừa với nhau tầm vài phút thì anh mới buông cô ra. Đông Hoa ôm lấy anh thở hổn hển, anh cười nhạt, sau đó đưa tay lên lau đi nước bọt còn dính trên khóe môi của cô. Đông Hoa thấy vậy thì ngại ngùng, cô biết mình hồn rất kém, nhưng anh cũng không cần phải trêu chọc cô như vậy. Ngủ đi, anh xoa nhẹ đầu cô. Cô gật đầu, sau đó chui rúc vào lòng anh, phải nói là ôm anh rất ấm, cảm giác thật sự hạnh phúc vô cùng. Do không cần phải đi học nên Đông Hoa cứ thế mà ngủ đứng, bù lại suốt những ngày thức khuya dậy sớm của cô. Diêu Đạt vẫn một thói cũ, đúng 6 giờ sáng thì anh đã thức dậy, ngồi phòng khách nhâm nhi tách trà nóng. Giờ này vẫn còn sớm nên anh để cô ngủ thêm chút nữa. Chiếc điện thoại anh đặt trên bàn đột nhiên reo lên, Diêu Đạt cầm lên xem thì khóe môi anh khẽ nhếch lên. Chúng ta cần gặp nhau một chút. Đầu dây bên kia là giọng nói của Hữu Niên. Về vấn đề gì? Anh lạnh giọng đáp lại. Diêu Đạt biết hắn đang cần mình, cái chính là hắn cần lô hàng này của anh. Ai cũng biết hắc bang của Diêu Đạt là nơi sản xuất ra những loại vũ khí tốt nhất và chất lượng nhất, thế nên Hữu Niên hắn ta mới cần tới. Cậu đang làm khó tôi. Địa điểm tôi sẽ gửi cho cậu sau. Anh không đợi bên kia trả lời mà lập tức cúp máy. Hữu Niên hai tay nắm chặt điện thoại. Nếu không vì hắn cần tới số hàng đó của anh thì hắn cũng chẳng phải nể nang gì anh. Với lại anh cũng thật gan, đã đặt chân tới nước của hắn vậy mà vẫn cứng miệng được. Lão đại, chỗ ta có cần cho người đi cùng không? Tứ Thảo đứng bên cạnh hắn hỏi. Không cần. Paris này toàn là người của Hữu Niên hắn, chỉ là gặp mặt thôi, không cần phải mang theo người làm gì. Diêu Đạt đi lên phòng gọi cô dậy. Cô định ngủ tới bao giờ nữa đây? Đông Hoa đang cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm thì đột nhiên cô lại cảm giác có luồng gió mạnh thổi vào. Cô mở hờ mắt ra lại thấy bóng sáng anh đang đứng đó nhìn cô. À, thì ra anh là người lật chăn của cô lên. Cho em ngủ chút nữa. Cô nói xong thì nhắm mắt ngủ tiếp. Dậy đi, em còn ngủ nữa thì đừng trách tôi. Anh nghiêm giọng nói. Dậy ngay đây. Cô bất mãn trả lời. Đông Hoa cau mày khó chịu. Bây giờ chỉ mới 7 giờ sáng thôi, anh gọi cô dậy sớm làm gì không biết. Nhưng cuối cùng cô cũng phải lủng cồm ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Cô đi tới phòng khách, sau đó ngồi xuống cạnh anh. Hai tay cô choảng qua ôm lấy thân thể cường tráng của anh, đầu thì dựa vào lồng ngực anh. Hai mắt cô nhắm chặt lại, cô vẫn còn rất buồn ngủ. Muốn ngủ sao? Anh nhàn nhạt hỏi. Em không ngủ, chỉ là đang cảm nhận hơi ấm từ anh thôi. Cô ngước mắt lên nhìn anh. Đi thôi. Anh nắm tay cô ra ngoài. Đông Hoa lên xe lại tiếp tục ôm lấy anh. Cô khá thích ngửi mùi hương trên người anh, nó khiến cô rất thoải mái. Chúng ta đi đâu? Cô khều khều tay anh hỏi. Ăn sáng. Anh không nhanh không chậm trả lời cô. Khi nào anh xong việc ở đây? Đông Hoa có chút nôn nóng để đi gặp gia đình mình. Cô đã nhớ mọi người rồi. Ngày mai bắt đầu xuất phát. Tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tốt quá. Khuôn mặt cô hiện rõ sự vui mừng. Tầm 15 phút sau, xe dừng trước nhà hàng nổi tiếng ở Pháp. Hai người cùng nhau bước vào trong. Diêu Đạt dẫn cô đi tới một phòng ăn riêng. Mở cửa ra thì Đông Hoa lại thấy Hữu Niên ngồi đó đợi. Đấy chẳng phải là cái tên hôm qua sao? Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Khi anh đưa cô đến đây thì trong đầu Đông Hoa đã đặt ra câu hỏi. Chỉ là ăn sáng bình thường thôi, tại sao anh lại dẫn cô vào phòng riêng làm gì? Thì ra là đều có lý do của nó. Chào Diêu lão đại. Hữu Niên lên tiếng chào hỏi anh. Chào. Anh chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Hắn đưa mắt nhìn qua Đông Hoa, nhưng cô chỉ liếc nhìn hắn một cái rồi thôi. Cô vẫn còn hậm hực chuyện hôm qua. Diêu Đạt cũng đã gọi món sẵn. Ít phút sau, phục vụ mang khá khá món vào và toàn là món cô thích ăn. Chuyện của anh, cô cũng không muốn xen vào làm gì. Đông Hoa tập trung vào ăn phần của mình, mặc kệ hai người kia. Tôi đồng ý các điều khoản mà cậu đưa ra.
Tôi muốn lô hàng đó phải gửi đến đây trong thời gian sớm nhất. Hắn chậm rãi nói. Được thôi. Mộc Hòa hiểu ý anh nên đã đưa bản hợp đồng cho Hữu Niên. Hắn lại cầm lên đọc sơ qua một lượt. Hắn ngước mắt lên nhìn anh, rồi sau đó đặt bút ký vào bản hợp đồng. Hắn biết anh đã thay đổi một số điều khoản trong đó, nhưng vẫn chấp nhận ký vào. Hắn không muốn kéo dài thời gian thêm nữa. Đây là phần nửa số tiền tôi đưa trước cho cậu. Phần còn lại sẽ được chuyển đầy đủ đến khi chúng tôi nhận được hàng. Hắn ra hiệu cho Tứ Thao mang chiếc vali đen nhỏ đưa cho anh. Diêu Đạt ra hiệu cho Châu Khiêu nhận và kiểm tra thử. Đủ, thưa lão đại. Châu Khiêu kiểm tra xong thì báo lại cho anh. Tuần sau, hàng sẽ được chuyển đến chỗ của cậu. Được. Sau khi xong việc, Diêu Đạt cũng không ở lại lâu. Anh lập tức rời khỏi nhà hàng ngay sau đó. Hậu Niên nhìn theo bóng lưng hai người thì cười nhạt. Hắn thật không hiểu cô gái này có điểm gì đặc biệt mà anh lại để tâm tới nhiều như vậy. Phụ nữ thì ai chẳng giống như ai, cũng chỉ để mua vui mà thôi. Cả người Diêu Đạt ngửa ra sau ghế, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, còn tay thì liên tục vuốt tóc cô. Đục Hoa thấy anh đang nghỉ ngơi cũng không muốn làm phiền, cô đành ngồi im lặng bên cạnh anh. Sau khi về biệt thự, cô lấy đồ đi vào phòng tắm. Đến khi bước ra thì thấy anh đã ngồi trên giường từ lúc nào. Diêu Đạt có thể ngửi được mùi sữa tắm trên người cô tỏa ra. Anh đột nhiên nhếch môi cười nham hiểm. Lại đây. Giọng anh trầm ấm vang lên. Sao đấy? Cô nghe anh gọi thì nhẹ nhàng đi tới nằm xuống cạnh anh. Diêu Đạt không đáp trả mà cả khuôn mặt anh vùi vào hõm cổ cô, tận hưởng hương thơm trên người của Đồng Hoa. Anh còn hôn dọc xuống tới xương quai xanh mê người của cô. Anh không được cắn. Ngày mai em còn gặp ba mẹ nữa. Cô lên tiếng nhắc nhở anh trước. Vậy thì sao? Anh cau mày hỏi ngược lại cô. Anh định đùa cô hay sao? Nếu như ba mẹ thấy được những vết đó thì phải ăn nói thế nào? Anh đừng hỏi nữa. Từng suy nghĩ trong đầu của cô đều được anh nhìn thấu tất cả. Diêu Đạt còn muốn cho ba mẹ cô biết sớm hơn nữa là. Với lại ông bà Lục cũng đã nhìn ra từ lâu. Anh mút mạnh vào cổ cô. Rất nhanh cho cổ trắng nõn kia đã hiện lên một dấu vết màu đỏ. Anh làm nhanh đến nỗi ngay cả cô cũng không thể lường trước được. Anh quá đáng. Cô tức đến không thể nói nên lời. Cái cô càng không cho thì anh nhất định phải làm cho được. Cái tính này của anh học ở đâu ra vậy? Ngủ đi, tối nay tôi dẫn đi chơi. Anh xoa lấy đầu cô. Anh đang dụ dỗ em à? Em không phải người sẽ bị anh dụ đâu. Cô chu môi lên nói. Em là người thế nào? Diêu Đạt tôi hiểu rõ nhất. Diêu Đạt cười nhạt, thử hỏi xem một người được tự tay mình nuôi từ nhỏ sẽ như thế nào. Mọi thứ về cô anh đều nắm rất rõ. Chỉ cần chút biểu cảm nhỏ của cô thôi anh cũng nhìn ra được. Bấy nhiêu thôi đã đủ hiểu rồi. Cô chỉ ư ơ một cái rồi ôm lấy anh mà ngủ. Dù gì thì vẫn nên giữ sức để tối có được đi nhiều nơi nữa chứ. Thoáng chốc đã đến tối. Đông Hoa cầm chiếc váy trễ vai dài màu đen mà anh chuẩn bị cho mình đi chơi thôi, có cần mặc đẹp như vậy không? Và cuối cùng cô vẫn phải mặc nó lên. Đông Hoa trang điểm nhẹ nhàng, cô búi gọn tóc mình lên để lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Đông Hoa vẫn mải lời khoay với chiếc khóa kéo sau lưng mình. Cô chỉ kéo lên được một nửa thôi. Cô định lên tiếng gọi anh thì vừa hay Diêu Đạt đã mở cửa đi vào. Anh nhìn ra được nên đã tiến lại gần cô, kéo khóa áo lên giúp cô. Anh còn cúi người xuống hôn nhẹ lên vai cô. Ánh mắt anh dính chặt lên người cô. Chiếc váy này rất hợp. Không phải anh nói dẫn em đi chơi à? Sao lại ăn mặc đẹp như vậy? Cô xoay người lại đối diện với anh, có đưa tay chừng lại cả vạt giúp anh. Từ đó thì biết. Diêu Đạt cũng mặc bộ vest cùng bộ với váy cô, nhìn anh càng trở nên phong độ và lịch lãm. Hai người bắt đầu lên xe đi đến địa điểm cần tới. Vài phút sau, xe dừng trước một nhà hàng sang trọng. Diêu Đạt đưa tay đỡ cô xuống. Đây không phải là buổi tiệc hay sao? Anh đưa cô đến đây làm gì? Chờ chút rồi về. Anh điềm đạm nói. Gì chứ? Nơi này mà chơi được sao? Cô thật không thích đi những nơi như thế này. Anh và cô cất bước vào trong. Phải là hôm nay anh có dự một buổi tiệc để muốn dẫn cô theo vậy thôi. Trần Đức đứng ở ngoài sảnh tiếp khách. Thấy anh đến thì ông ta liền vui mừng chào đón. Ông ta đã gặp cô một lần lúc ở vinh thự của Lưu Hữu Niên nên không còn gì xa lạ nữa. Vinh hạnh cho tôi khi được Diều lão đại đích thân đến đây. Ông ta đưa tay về phía anh. Được khách sáo, tôi vào trước. Anh vì lịch sự nên cũng đưa tay bắt lấy tay ông ta. Được,
Diêu lão đại cứ tự nhiên. Diêu Đạt ôm eo cô tiến vào bữa tiệc. Những người ở đây đều quen biết anh cả. Bọn họ thấy anh đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp thì bất ngờ không thôi, nhưng cũng chỉ dùng mắt để nhìn chứ chẳng dám nói năng câu nào. Đồng Hòa biết đây là buổi tiệc sinh nhật bình thường, nhưng đám người ở đây thì không bình thường chút nào cả. Anh và cô ngồi cùng chung một bàn. Diêu Đạt với tay lấy ly nước cam và dĩa bánh ngọt cho cô. Đồng Hòa nhanh chóng nhận lấy chúng. Anh đừng uống nhiều rượu, cô nhỏ giọng nói. Diêu Đạt gật đầu tỏ vẻ đồng ý với cô. Anh vừa ngồi xuống không bao lâu thì đã có rất nhiều người tới chào hỏi. Đồng Hòa chỉ biết ngồi chán nản, bởi vậy đấy chính là lý do cô không thích đến những nơi như thế này, nó rất ngột ngạt. Em muốn đi vệ sinh, cô nói nhỏ vào tai anh. Cẩn thận một chút, anh trầm giọng trả lời. Dạ, cô nói xong thì rời đi. Để cô đi được một chút thì Diêu Đạt đánh mắt qua Mộc Hỏa ra hiệu, hắn lập tức đi theo phía sau cô. Đồng Hòa thấy ban công gần đó nên cô đã đi tới, đứng hóng mát một chút. Buổi tiệc kia quá nhàm chán nên cô mới viện lý do mà chạy ra đây hít thở không khí trong lành. Chúng ta lại gặp nhau rồi, tiểu mỹ nữ, giọng nói của một nam nhân chuyển tới. Cô nghe giọng này có chút quen, Đồng Hòa liền xoay mặt lại thì ra là hắn, Hữu Niên. Chúng ta quen nhau sao? Cô lạnh giọng đáp. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, thân hình này cũng quá là nụt nả đi, cô quả thật không tồi đấy chứ. Chuyện đó em suy nghĩ thế nào? Hắn chậm chậm lên tiếng. Chuyện gì? Cô đủ hiểu câu hỏi của hắn đặt ra. Nếu em đồng ý làm người phụ nữ của tôi thì tôi sẽ cho em tất cả. Đồng Hoa lên đầu nụ cười lạnh với hắn. Bộ cô thiếu thốn lắm sao? Nếu cô có thiếu đi chẳng nữa thì cũng không bao giờ chấp nhận lời đề nghị đó của hắn. Anh thử nghĩ xem, tôi là cháu ngoại của Doãn gia, cháu nội của Lục gia, mẹ tôi là chủ tịch cũng như nhà thiết kế nổi tiếng của tập đoàn LIN. Ba tôi là chủ tịch tập đoàn Hoàng Đại, còn tôi là người phụ nữ của Diêu Đạt. Vậy anh nói tôi nghe, Lục Đông Hoa tôi còn thiếu thứ gì nữa đây? Cô nhàn nhạt trả lời hắn. Từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, Lục Đông Hoa chưa từng phải thiếu bất cứ món gì. Chỉ cần là thứ cô muốn thì bằng mọi giá cô đều có được trong tay. Vậy thử hỏi xem cô đây còn muốn nhận thứ gì từ Lưu Hữu Niên hắn nữa? Thì ra cô là con gái cưng của Lục Hoàng Nam sao? Giờ phút này hắn mới biết thân phận của cô, có phải là quá muộn rồi không? Hắn biết khá rõ về Lục gia, hắn chỉ nghe nói Lục Hoàng Nam có cô con gái duy nhất, nhưng trước giờ vẫn chưa biết mặt. Ai ngờ đâu người đó chính là cô. Đồng Hòa, lão đại gọi em. Mộc Hòa lên tiếng gọi cô. Mọi cuộc nói chuyện của hai người hắn đều nghe rất rõ. Dạ. Đồng Hòa nói xong thì nâng váy mình cất bước đi lướt của hắn mà không một lời tạm biệt. Cũng may là có Mộc Hòa xuất hiện đúng lúc, nếu không thì cô cũng chẳng biết cách nào để đi. Quay về bàn, chưa gì anh đã dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn cô. Đồng Hòa thấy vậy lờ nờ nụ cười tươi nhìn anh. Nếu cô không gặp cái tên Hữu Niên kia thì sẽ không phải trễ như vậy. Em muốn gặp hắn ta? Anh nghiến răng nói. Tay anh siết chặt eo cô. Diêu Đạt đã nhìn thấy Hữu Niên rời đi khi cô cũng vừa đi không bao lâu. Anh biết thế nào hai người cũng sẽ gặp nhau. Em không có. Lán ta tới làm phiền em trước, anh đừng giận. Cô ôm lấy cánh tay anh nũng nịu lên tiếng. Đồ Hoa đưa tay vuốt ve ngực anh. Cô đang mong là anh đừng nóng giận, nếu không thì lại mệt cô. Diêu Đạt không nói gì, nắm tay cô đi ra khỏi nhà hàng. Ba người Mộc Hỏa thấy vậy liền nhanh chân chạy theo. Bầu không khí trong xe khá im lặng. Đồng Hoa thở ra một hơi. Lại giận sao? Cô có làm gì đâu, là tại hắn kia mà. Tuy là anh giận cô, nhưng tay thì vẫn không rời khỏi eo cô. Có lẽ anh nên dạy dỗ lại cô, để sau này cô không được tái phạm nữa. Vừa đặt chân tới phòng thì anh đã bế cô đi thẳng lên giường. Diêu Đạt đè lên người cô, anh lại một lần nữa mạnh bạo hôn lấy môi cô. Đã thấy anh còn cắn môi cô khiến Đồng Hòa đau điếng. Tay cô liên tục đánh lên người anh, đánh đến khi nào anh chịu buông mới thôi. Đây là lần thứ hai anh hôn cô như vậy. Tại sao anh lúc nào cũng đối xử với cô như thế? Mỗi lần giận lên anh lại đem cô ra chút giận. Anh không nghĩ đến cảm nhận của cô hay sao? Em không phải là bảo cát để anh chút giận. Anh có từng nghĩ đến cảm xúc của em hay không? Cô nói xong thì nước mắt cũng rơi xuống, là vì quá ấm ức mà khóc. Diêu Đạt lúc này mới nhận ra là mình đã không kiềm chế được cơn nóng giận. Đúng là anh chưa từng nghĩ đến cảm xúc của người khác,
nhưng cô thì lại ngược lại. Ngoan, đừng khóc. Anh đưa tay lên, lau nước mắt cho cô, giọng nói của anh cũng dịu đi rất nhiều. Cô thật chẳng muốn nghe anh nói lời nào, cô đã cố gắng nhường nhịn anh rồi, nhưng thì sao chứ? Hết lần này đến lần khác, anh mạnh tay với cô, thật không thể tha thứ được. Đông Hoa không trả lời anh, mà tự động đứng lên, đi vào phòng tắm. Cô nhìn đùi mùi có chút sưng của mình trước gương, thì trong lòng càng tức giận, đủ đáng ghét nhà anh. Anh đứng lên cởi áo mình ra, vuốt mạnh xuống giường. Dù Đạt chỉ muốn cô thân mật với mỗi mình anh, càng muốn trói chặt cô bên cạnh mình. Tính anh thì lại vô cùng ích kỷ, chẳng muốn chia sẻ cô với bất kỳ một ai khác. Cô là của anh, mãi mãi chỉ thuộc về mình anh, không ai có thể cướp cô đi. Khoảng chừng 15 phút sau, cô quay lại giường ngủ, căn phòng chỉ còn mình cô, chắc anh đã rời đi lúc cô đang tắm rồi. Đông Hoa cũng không thèm để ý tới. Cô lên giường chùm chăn ngủ, mai còn phải lên đường. Vì muốn bay đến đó sớm hơn nên hai người đã xuất phát lúc 6 giờ sáng. Nhiệt cô cố tạo ra khoảng cách với mình, lúc này trong lòng Diêu Đạt vô cùng khó chịu. Tối qua anh đã cố gắng nhẹ lời với cô, nhưng cô lại không đáp lại câu nào. Diêu Đạt kéo cô lại gần mình, anh ôm chặt cô vào lòng. Cô càng tránh anh thì anh càng không để cô được như ý muốn. Ngẩng mặt lên, anh nhạt nhạt nói. Cô vờ như không nghe thấy, anh nói gì thì mặc anh. Em ngày càng cứng đầu. Anh không đợi được lâu mà tự nâng cằm cô lên. Mắt anh nhìn chằm chằm vào mắt cô. Đáng lẽ ra từ nhỏ anh phải chỉ cái thói bướng bỉnh này của cô, để rồi bây giờ cô không phải chống đối anh như vậy. Em còn không trả lời thì tôi lập tức kêu người quay về ngay. Âm thanh phát ra khiến người khác nghe thôi đã rùng mình. Cô cau mày nhìn anh. Người đàn ông này suốt ngày cứ ức hiếp cô. Ai biết cô rất muốn gặp lại người thân, vậy mà có lên giọng điệu đó với cô. Anh là người không biết nói lý lẽ hay sao? Suốt ngày ức hiếp người khác như vậy. Thử hỏi xem, ai chịu được tính của anh? Cô lên tiếng phản bác. Đã là người của tôi, thì nhất định phải nghe theo ý tôi. Cả em cũng không ngoại lệ. Anh trầm giọng đáp. Em còn lâu mới nghe theo anh đấy. Cô tiếp tục cãi lại. Thấy cô lời qua tiếng lại với anh, thì cả ba người Huỳnh Điêu toát hết mồ hôi hột. Đây là người đầu tiên dám ăn nói với anh như thế. Nếu là người khác thì có lẽ nãy giờ đã chết từ lâu rồi. Đúng là chỉ có mình Lục Đồng Hoa làm được điều này. Nếu như anh đúng, cô nhất định không cãi. Nhưng rõ ràng là anh sai thì làm sao cô chịu im lặng được. Cô không phải thuộc hạ của anh nên cô không có nghĩa vụ phải sợ anh. Em được lắm. Siêu Đạt nhanh chóng cúi đầu xuống trước cổ của cô mà mút mạnh vài cái, cô để lại dấu răng lên đó. Bây giờ cô chỉ muốn đánh chết anh mới có thể hạ được cơn giận trong lòng. Tại sao cô lại đi yêu một người thô bạo như anh vậy? Anh là đủ xấu xa. Cô đánh mạnh lên ngực anh. Em nên nhớ mãi một điều rằng em là người của Siêu Đạt tôi, cả đời này vẫn không thay đổi. Anh dứt lời thì hôn nhẹ lên môi cô một cái. Câu nói này anh đã nói đi nói lại rất nhiều, ý như muốn nhắc nhở để cô nhớ. Dù cô có chấp nhận hay không thì anh đây vẫn ép buộc cô phải bên cạnh mình. Đồng Hoa nghe lời này phát ra từ miệng anh thì tim cô bớt xác ấm lên. Đúng là Siêu Đạt cái gì cũng tốt với cô, nhưng ngược lại tính chiếm hữu của anh phải gọi là quá cao. Đôi khi cô thấy không được thoải mái với điều đó một chút nào. Đúng là không thể giận anh được lâu. Tuy anh không biết nói những lời ngọt ngào nhưng lại biết cách lấy lòng cô. Đông Hoa choàng tay ôm lấy thắt lưng anh, đầu cô dựa vào lồng ngực săn chắc của anh mà ngủ. Sau vài tiếng bay, cuối cùng hai người cũng hạ cánh an toàn tại London. Huỳnh Điêu lái xe đưa anh và cô đến chỗ ông bà Lục và mọi người đang ở đó. Là lần đầu cô đến đây nên nhìn nơi nào cũng cảm thấy rất đẹp. Khoảng chừng 30 phút sau thì Đông Hoa đã có mặt tại một căn villa rộng lớn nằm ở vùng ngoại ô, có không gian thoáng mát. Cô trố mắt nhìn căn nhà ở ngay chỗ mắt mình. Đừng nói ba mẹ cô mua hẳn một căn như thế này chỉ để nghỉ dưỡng thôi. Vào thôi, anh lên tiếng gọi cô. Bước vào thì thấy cả nhà đang tụ tập rất đông đủ, nào là ông bà nội, ngoại, còn có cả cô và dượng nữa. Vui như vậy sao? Ông bà mẹ, con tới với mọi người rồi đây. Tất cả mọi người nghe thấy tiếng cô thì mừng rỡ, nhất là ông bà nội ngoại hai bên, cũng khá lâu không gặp cháu mình nên ông bà rất nhớ cô. Cháu nội của bà tới rồi. Bà nội liền ôm Đông Hoa vào lòng. Còn nhớ ông bà chết đi được.
Đông Hoa ôm hết người này rồi tới người kia, cứ như là xa nhau mấy năm mới gặp lại không bằng. Con gái, con thi tốt không? Mẹ cô xoa đầu con gái mình hỏi. Rất tốt ạ, cô nhanh nhẹn trả lời. Bà Lục tỉnh mắt để ý những vết đỏ trên cổ Đông Hoa. Sau đó bà đánh mắt nhìn qua Diêu Đạt ngồi cách đó không xa. Bà nhìn là hiểu ngay vấn đề. Ở lại một lát thì Đông Hoa mang hai chiếc vali vào phòng. Cô cũng đi thay đồ cho thoải mái một chút. Bà Lục chỉ muốn qua nói chuyện với con gái mình một chút. Cũng khá lâu hai mẹ con chưa tâm sự với nhau. Con gái, con biết yêu rồi sao? Bà Lục không vòng vo nhiều mà vào thẳng vấn đề ngay. Không có mà mẹ. Nhắc đến yêu thì cô lại có chút ngại ngùng, nhưng miệng thì liên tục chối bỏ. Đừng giấu mẹ, có thể nói. Với lại con cũng đã lớn rồi nên mẹ không cấm con làm gì cả. Bà là người từng trải nên bà nhìn thoáng qua cũng biết được con mình đang nghĩ gì. Diêu Đạt cũng rất tốt, chỉ là tính cách nóng nảy một chút, nhưng không sao, cậu ta có thể thay bà mẹ bảo vệ con được. Bà Lục tiếp lời. Phải là bà đã nhận ra từ rất lâu, khi cô vừa chào đời thì Diêu Đạt đã là người cướp đi nụ hôn đầu của cô chứ không phải ông bà. Cũng bởi vì điều đó mà cuộc sống của Đông Hoa luôn luôn có sự góp mặt của Diêu Đạt. Đông Hoa nghe mẹ nói vậy thì khá bất ngờ. Bà biết chuyện này từ khi nào, cô vẫn chưa nói kia mà. Mẹ à, con còn nhỏ như vậy, chuyện đó cứ để từ từ hãy tính. Cô ôm lấy cánh tay bà làm nũng. Miệng cô nói là tính, nhưng thật ra trong lòng có chút vui vì cô cứ nghĩ mẹ mình sẽ phải đối chuyện của cô và anh. Con thấy cậu ta thế nào? Bà Lục cười nói. Tuy anh có hơi lớn tuổi so với con gái bà thật, nhưng bà Lục lại không để ý tới chuyện đó. Miễn cô thích thì bà sẽ chấp nhận, nhưng được cái bà lại thấy an toàn khi giao cô con gái cưng của mình cho Diêu Đạt. Bởi chính vì thế, mỗi khi vợ chồng bà có việc thì đều gửi cô qua cho anh. Anh ấy cũng được ạ? Cô e thẹn nói. Con đổi xưng hô từ bao giờ vậy? Chẳng phải trước giờ vẫn gọi là chú hay sao? Bà Lục cười trêu chọc cô. Mẹ đừng trêu con nữa. Đồng Hòa không biết giấu mặt vào đâu. Cô thật sự chưa nghĩ tới việc mình lại bị mẹ tra hỏi về chuyện tình cảm. Nhưng mẹ cô cũng thật là biết cô hay ngại, vậy mà bà còn trêu cô mãi. Được được, nghỉ ngơi đi, lát nữa tới giờ ăn mẹ gọi. Bà Lục xoa lấy đầu cô nói. Dạ. Sáng hôm sau, trên chiếc giường king size là đôi nam nữ đang quấn quýt lấy nhau. Lúc này đồng hồ đã chỉ điểm đúng 6 giờ sáng. Diêu Đạt cúi nhìn cô gái nằm trong lòng mình vẫn còn đang say giấc, anh nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, anh liền cầm lên thì sắc mặt anh lạnh đi hẳn. Đồng Hoa, cậu còn ở Paris không? Giọng của Lê Thanh Hùng vang lên. Không, anh lạnh lùng đáp trả. Đầu dây bên kia nghe tiếng của anh thì bất ngờ, tại sao anh lại cầm máy của cô? Chẳng lẽ hai người ngủ chung hay sao? Hắn có việc phải qua Paris vài ngày, lần trước hắn có nhắn tin với cô, được biết Đông Hoa cũng ở Pháp nên hắn mới gọi điện để hẹn gặp cô, nhưng nào ngờ anh lại nghe máy. Tại sao chú lại nghe máy của cậu ấy? Tại sao tôi lại không được nghe? Anh nhàn nhạt hỏi lại. Diêu Đạt vừa nói tay vừa vuốt tóc cô. Sáng sớm tâm trạng của anh lại bị cái tên nhóc này làm tệ đi. Hắn cũng gan thật, dám xem thường lời nói của anh. Đã bao lần anh cảnh cáo hắn đừng gọi cho cô nữa, nhưng hắn vẫn không nghe. Dậy thôi, anh trầm giọng gọi cô. Cho em ngủ xíu nữa đi, giọng cô ngái ngủ nói. Anh biết là hắn nghe tất cả nên không nói không rằng mà tắt máy đi. Nói về chiêu trò thì Lê Thanh Hùng hắn không bao giờ qua được anh. Đúng là giọng nói của cô rồi, vậy có nghĩa là cô đang ngủ cùng với anh. Lòng hắn lại có điểm chẳng lành. Nếu như hai người đến với nhau, vậy còn hắn thì sao? Không, làm sao hắn có thể buông xuôi như vậy được. Quý vị và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Để biết diễn biến tiếp theo của truyện, Thanh Hằng hẹn gặp quý vị và các bạn vào 19:30 tối ngày mai nhé. Để Thanh Hằng có thêm động lực, quý vị và các bạn cũng đừng quên like, chia sẻ, comment, đăng ký kênh, cũng như nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có chuyện mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.